Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại Thiên Thế Giới, tập 81, Tiêu Viêm đi đến vạn thú thần giới. Phải biết rằng, thực lực của vị Ngũ Linh toàn ma này có thể so với lĩnh vực Ngũ Trọng Thiên vị thần, năm đó, cho dù là thời kỳ thánh chủ thượng cổ toàn thịnh cũng không nhất định có thể đán đo như thế. Cuối cùng còn cần lấy hy sinh làm đại giới, mới có thể đem phong ấn mấy trăm vạn năm. Mặc dù hiện tại Ngũ Linh toàn ma vừa mới thoát ly phong ấn, chỉ sợ là bình thường một ít tứ trọng thiên vị thần gặp hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. nhưng mà hai vị tuyệt mỹ nữ tử này đột nhiên xuất hiện cũng là có thể bằng vào cường đại kiếm khí cùng khí vận chi lực ngăn chặn toàn ma chi huy cũng đủ để nói rõ hai vị nữ tử này thân phận tất nhiên cực kỳ bất phàm như thế tồn tại coi như là ở đệ nhất đẳng cấp trong thế giới. sợ rằng đều là có được hiển hách danh tiếng. bọn họ là người của các thế lực đại thần đều hướng ánh mắt về phía hai nữ tử tuyệt thế vừa mới xuất hiện kia. ánh mắt của bọn họ cực kỳ khiếp sợ, trong mắt dạt qua vẻ suy tư ngũ linh toàn ma lại ông trầm mở miệng hai vị các ngươi đã biết diệt thần phủ các ngươi đến tột cùng là ai trong lúc nói chuyện ngay cả ngũ linh toàn ma đều cảm thấy cả kinh thân phận của bọn họ cũng là cực kỳ bí ẩn tuy nói rất nhiều thần chỉ biết bọn họ là ma vật nhưng là đến từ cái nào thế lực cũng rất ít người biết được mà hiện tại này hai vị tuổi thế nữ tử xuất hiện dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chỗ thế lực cũng chính là diệt thần phủ hơn nữa còn có thể dễ dàng cởi bỏ hắc khí hồng lưu ngói của hắn như thế từ hắc bạch kiếm khí cùng với long hoàng cực lớn bộc phát ra lực lượng cũng đủ để biết hai vị nữ tử xuất hiện trước mắt này quyết không đơn giản. Tô Di Nương, Vũ Di Nương, hai vị Di Nương các người rốt cục xuất hiện, vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng không gặp được các ngươi. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh nữ tử kinh diễm động lòng người trên hư không, bờ dụ nhỏ vốn tuyệt vọng đúng là trực tiếp kích động kêu to lên. Mà Vũ Hàm ở bên cạnh bờ dụ nhỏ cũng ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp nhìn hai thân ảnh cuối cùng cũng hiện thân, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận thì bĩu môi, lầm bầm nói, Tô Đại Nương, Vũ Đại Nương thật đúng là thích ở thời điểm cuối cùng mới xuất hiện, chờ sau khi ta trở về, nhất định phải ở trước mặt cha cáo trạng các ngươi. Bất quá mặc dù nói như vậy, nàng kia vừa mới căng thẳng thân thể mềm mại, cũng là theo lặng lẽ trong thả lòng xuống. Trên hư không tuyệt mỹ nữ tử kia thì là nghe tính nhìn lại, sau đó lộ ra một mặt để cho thế nhân đều cảm thấy đó là một chương dung nhan tuyệt mỹ, nữ tử váy tím kia thanh thúy động lòng người một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Người cô gái nhỏ này như thế nào còn gọi chúng ta là đại nương đây, chúng ta đều là mẫu thân đại nhân của người đâu rồi, chúng ta cũng không phải cố ý muốn tới muộn, mà là tại các người vụng trộm rời đi thời điểm, các người vị kia phụ thân đại nhân liền nhìn trộm ra các người sẽ đi tới thượng cổ thánh địa đồng thời sẽ gặp được diệt thần phủ ngũ linh toàn ma hơn nữa còn sẽ gặp được một vị phụ thân lão bằng hữu cùng với một gã từ trẻ nam tử sở dĩ chậm như vậy là bởi vì phụ thân các ngươi nói rồi thời khắc mấu chốt đang xuất thủ bởi vì hắn muốn nhìn một chút cỗ lực lượng kỳ lạ trong cơ thể nam tử trẻ tuổi kia trượt không gian trước mặt tiểu độc và vũ hàm vạn vẹo chỉ thấy thân ảnh nữ tử váy tím kia xuất hiện ở trước mặt bất quá nàng lúc này lại phi thường ôn nhu nhìn vũ hàm xem thường mình cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ chính bất đắc dĩ, bất quá đối với nàng cũng không có bất kỳ dấu giếm nào. Bất quá tựa hồ tại thời điểm bọn họ đại chiến ngũ linh toàn ma, các nàng cũng đã ở thượng cổ thánh thành một nơi nào đó, vì sao ra tay muộn như vậy cũng là có mục đích của các nàng, càng xác thực mà nói, hẳn là vị phụ thân của Vũ Hàm muốn xác nhận một việc. Đối với vị phụ thân này thật đúng là hết chỗ nói rồi, thậm chí ngay cả cứu nữ nhi của mình cũng không bình thường như vậy, Vũ Hàm vừa nghe, trong lòng cũng hử lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, cũng không thèm liếc mắt nhìn vị mẫu thân Việt Mỹ này một cái. Vũ Hàm vị mỹ nữ này, đừng nóng giận. Cha người làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Phải biết rằng cha người nhưng là ngay cả toàn bộ đệ nhất đẳng cấp trong thế giới các đại siêu thần thế lực cũng không dám dễ dàng đi trêu trọc tồn tại. Ngươi cảm thấy có nên hay không tin tưởng hắn đâu? Vũ Hàm vẫn hử nhẹ một tiếng, không để ý tới hai người mẹ của phẩm này. Khụ khụ. Tiểu Độc bên cạnh cũng cười xấu hổ. Vị muội muội này của hắn thật đúng là tính tình cổ quái. Vẫn là nói tính tình nữ nhân đều giống nhau, kỳ thật có đôi khi Tiểu Độc cũng phát hiện tôi si Di nương. Vũ xin si nương ở trước mặt phụ thân của mình cũng sẽ có lúc làm nũng nháo một chút tính tình, bất quá đây mới là biểu hiện chân chính của yêu một người, chỉ có lúc trong lòng chân chính có người quan tâm người, mới có thể như thế đi. Hảo muội muội của ta, nếu tôi di nương cùng vũ di nương đều nói như vậy, liền cho hai vị mẫu thân ngươi một cái mặt mũi, đến lúc đó để cho các nàng có thể cho chúng ta đi vào cấm địa tu hành. Từ đầu vỗ vỗ bả vai tinh tế tuyết trắng của vũ hàm, thản nhiên cười nói. Nghe vậy, vũ hàm lúc này mới thu hồi tính tình nhỏ nhen, đối với hai vị nữ tử trước mắt này là một cái biểu tình nghịch ngợm, chọc cho hai người các nàng đều là kìm lòng không động mỉm cười. Hai vị nữ tử có được dung nhan tuyệt thế này dĩ nhiên là di nương và mẫu thân của tiểu độc huynh và vũ hàm tỷ. Tiêu viêm cũng chừng mắt nhìn hai vị nữ tử cực phẩm nhân gian như thế, hơn nữa dung nhan không kém thải lân và huân nhi của mình chút nào, hơn nữa còn bảo dưỡng hoàn mỹ sáng bóng như thế. Quả thực nhìn không ra tranh lệch mấy vạn năm tuổi với mình, khiến nội tâm tiêu viêm tò mò không thôi. Hơn nữa thực lực của hắn cũng cực kỳ kinh người đáng sợ, lực lượng long hoàng khí vận vừa rồi sợ là so với thánh long khí vận mà vũ hàm thi triển càng thêm cường đại vô cùng trong nội tâm rung động đồng thời suy tư đám người vũ hàm đến tột cùng là đến từ thế lực thần bí cường đại nào vừa mới nghe mẹ của vũ hàm nói phụ thân của vũ hàm tựa hồ là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố cường đại bằng không cũng sẽ không nói ngay cả các thế lực siêu thần trong thế giới cấp bậc thứ nhất cũng không dám dễ dàng trêu chọc tiêu viêm đối với vị phụ thân của vũ hàm cũng cảm thấy vô cùng tò mò cùng với đồng dạng càng ngày càng cảm thấy hứng thú đến tột cùng là dạng tồn tại gì có thể bồi dưỡng ra người một nhà lợi hại như vậy. Sau đó nữ tử váy tím cười hiếp mắt vươn tay xoa xoa tóc vũ hàm, sau đó còn đối với bồn rộn nhỏ bên cạnh, chào hỏi, bộ dáng ôn hòa kia, làm cho tất cả thần trích ở đây đều ngần người. Chúng ta chắc giải quyết tàn cục nơi này một chút, các người cứ ở chỗ này nhìn đi. Nói xong, nữ tử váy tím xoay người đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh tiêu viêm, hai vị nữ tử các nàng đánh giá một chút, vươn bàn tay tinh tế trắng noãn bắt tay tiêu viêm, sau đó cười nói, làm không sai, tiểu huynh đệ, nói vậy ngươi hẳn là vị nam từ trẻ tuổi theo như lời hắn nói đi đích thật là một vị cường giả chân chính nên có phong phạm khí độ tôi tên là tô vi vũ giao vô cùng cao hứng quen biết tiểu huynh đệ ngươi bất quá vẫn là cảm ơn ngươi trong lúc nguy cấp không sợ sinh tử đem tiểu độc vũ hàm hai người bảo hộ mà xuống nhân tình này chúng ta nhưng là sẽ nhớ rõ tiêu viêm cũng thật không ngờ nữ tử cực phẩm thực lực cường đại như vậy lại không hề kiêu ngạo cùng uy nghiêm nói chuyện với hắn lúc này cũng có chút không biết làm sao gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói tiêu độc huynh vũ hàm tỷ cũng từng giúp ta có cũng không thể ở thời điểm này chính mình tham sống sợ chết đi đã có duyên làm bằng hữu như vậy bằng hữu trong lúc đó tự nhiên phải bảo vệ bọn họ quan trọng nhất là ta cũng không thể trốn ở phía sau vũ hàm tỷ tô ấu vi vũ giao nhị nữ nghe vậy ngược lại có chút thưởng thức nhìn tiêu viêm sau đó gật gật đầu cười nói được rồi chuyện kế tiếp để chúng ta giải quyết đi tiêu viêm ngược lại không ra mồm cãi láo gật gật đầu trực tiếp lui ra phía sau dù sao loại giao phong cấp độ lĩnh vực này căn bản không phải hắn có thể nhúng chàm. Sau khi ba người tiêu viêm và vũ hàm lui về phía sau, tô ấu vi và vũ giao lại tiến lên, mà theo chu thân hai nữ của hắn đúng là khiến cho khí thế trong thiên địa này đều phẳng phất vào lúc này trở nên không giống nhau, một cỗ khí vận uy áp vô hình bắt đầu bao phủ thiên địa. Như thế nào cùng trước kia nam tử cùng nữ tử kia thi triển có chút tương tự, chỉ bất quá hiện tại bọn họ thi triển lực lượng so với trước kia nam tử nữ tử kia thi triển càng mạnh hơn đáng sợ hơn, lại có thể làm cho khí thế trong thiên địa trở nên dị tượng như thế, chẳng lẽ nói đây cũng là cái gọi là khí vận chi lực sao các đại thần thế lực tông chủ đều là âm thầm tặc lưỡi cùng khiếp sợ nếu đạo vô hình khí vận uy áp tập trung mục tiêu là bọn họ liền ngay cả chống lại cơ hội đều không có trong nháy mắt vẫn lạc cổ sát tông xích si huyết tông kiếm thần tông và sáu thế lực đại thần khác đều lộ vẻ hoàng sợ hôm nay bọn họ gặp phải thần chết cường đại như vậy quả nhiên là có chút kích động và khiếp sợ khí vận chi lực hả chẳng lẽ các ngươi là mà xa xa ngũ linh toàn ma rốt cục là nhớ tới cái gì nhận ra thân phận tô ấu vi cùng vũ giao lúc này nhịn không được thất thanh đi ra trong thanh âm kia đúng là có nồng đậm mang theo một tên kiên kỵ chẳng lẽ các ngươi là người của thần nguyên cung một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng tất cả thần trích cường giả ở đây đều trợn mắt há hốc mồm đối với thần nguyên cung bọn họ cũng là biết được một ít nhưng biết được cũng không nhiều chỉ biết là thần nguyên cung này sáng lập ở tam đại thần giới đứng đầu chư thần vạn giới trung tâm thần châu chi địa cũng có thể gọi là vạn giới thần châu mà thần châu chi địa chính là đệ nhất đẳng cấp trong thế giới phồn hoa nhất tài nguyên phong phú nhất đại thần tri địa nơi này hội tụ đại trụ rất nhiều siêu cường thần trích cùng với siêu cường tu sĩ là tất cả bước lên thần tri lộ tri thần nơi mộng tưởng một khi có thể ở thần châu tri địa sáng lập một đạo thế lực không có cái nào không phải là một phương siêu thần thế lực thậm chí là một ít thần cấp siêu thần thế lực mà diện tích chư thần vạn giới cực kỳ bao la so với vô lượng thần giới cùng vạn thú thần giới không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần trong đó tài nguyên thần khí bảo vật cùng với thần kỹ công pháp đều là đếm không xuể quả thực chính là siêu cấp rộng lớn thần tàng thế giới bình thường. Mà thần trích liên minh cũng là xuất phát từ thần châu chi địa, đây cũng là vì cái gì thần trích liên minh có thể tại toàn bộ đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong trở thành cự vô bá siêu cấp tồn tại, trong đó nội tình cùng tài nguyên càng là làm vô số thần trích thèm nhỏ rãi, sạch như đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong, nhất kết tinh đại biểu. Cho nên rất nhiều siêu thần thế lực cũng đều đối với thần trích liên minh mang theo ba phần kiêng kỵ, thậm chí có một ít siêu thần thế lực cũng muốn gia nhập thần trích liên minh bên trong thần châu chi địa mới là nơi mà những thần thế lực này hướng tới nhất chẳng qua thực lực của bọn họ không đủ ngay cả từ cách tiến vào thần châu chi địa cũng không có bởi vì nếu như không có thực lực tuyệt đối chỉ cần đi vào nơi tràn ngập vô số đại thần kia nếu phát sinh xung đột với bất kỳ vị thần nào trong đó đó chính là tai ương ngập đầu giữ nhiều lành ít đó là không thể thiếu bất quá có một ít tin đồn truyền ra duy nhất có thể làm cho thần trích lên minh kiêng kỵ chính là một cái gọi thần nguyên cung đạo tân sinh thần bí thế lực mà sáng lập đạo thế lực thần bí tân sinh này đến nay cũng bất quá mấy vạn năm là thần châu chi địa bên trong so với những siêu thần kia thế lực, thời gian ngắn nhất thế lực tân sinh, bởi vì những cái khác những siêu thần kia thế lực đều là lịch sử lâu đời, ít nhất đều là có mấy trăm vạn năm, thậm chí còn có mấy ngàn vạn năm. Nghe đồn trước khi sáng lập ra thế lực thần bí tân sinh này, vị cung chủ thần nguyên cung này vẫn chỉ là một vị từ thiên nguyên giới đứng đầu đẳng cấp thứ hai phi thăng mạc đến. Năm đó vị nam tử thần bí này dung lực một người chống lại cửu vực thiên thần các của toàn bộ thần trích liên minh, lúc ấy cho dù cửu đại thần quân toàn bộ xuất động cũng không cách nào đánh chết người này, cuối cùng vị nam tử thần bí này cũng thuận lợi ở trong cửu vực thiên thần các đạt được một đạo tuyệt thế thần khí mình muốn. Qua mấy vạn năm thời gian, thần tàng hàng lâm thần giới, chư thần vạn giới vô số siêu cấp thần trích đều đi tới nơi đây, có thể đạt được trong đó càng nhiều truyền thừa cơ duyên, thậm chí là một ít đại trụ đại đạo cơ duyên. Mà trong vô số thần trích gần này, tự nhiên là có thần trích liên minh xuất động, phái ra cửu đại thần quân, cùng với thần bí các chủ của cửu vực thiên thần các, đội hình này có thể nói đạt đổi mới một độ cao hoàn toàn mới. Nhưng ở thời khắc cuối cùng của thần tàng, một vị nam tử thần bí xuất hiện, đúng là ở trong thần tàng đạt được cơ duyên đại đạo liên quan đến đại trụ. Những người thần trích liên minh này làm sao có thể dễ dàng bị vị nam tử thần bí này cướp đi cơ duyên đại đạo như vậy? Lúc này cửu đại thần quân cùng với thần bí các chủ toàn lực bao vây tiểu trừ vị thần bí nam tử này, rất nhiều siêu cấp thần chỉ đều cảm thấy lần này vị thần bí nam tử này sẽ bị khủng bố như thế siêu cấp đội hình vây quét, tất nhiên vẫn là. Nhưng mà nam tử thần bí này đúng là bộc phát ra khí vận lực cực kỳ kinh người, cùng với trực tiếp đem đại đạo cơ duyên vừa mới đạt được cùng vận dụng mà lên đúng là dưới đội hình siêu cấp như vậy thành công như kỳ tích thoát khỏi vòng vây tiễu trừ của bọn họ hơn nữa còn trọng thương cửu đại thần quân của liên minh thần trích mà vị thần bí các chủ kia mặc dù không bị thương nặng nhưng muốn bắt được vị thần bí nam tử này cũng có chút khó khăn theo thần tàng trận chiến này về sau vị nam tử thần bí kia chính là biến mất mấy ngàn năm thời gian đợi đến khi hắn xuất hiện lần nữa thực lực của hắn càng thêm khủng bố vô cùng hắn triệt đề đem lúc trước ở trong thần tàng thu được đại đạo cơ duyên lĩnh ngộ nắm trong tay đại trụ khí vận chi đạo mình lực lượng một người xông vào thần trích liên minh, cương đại như vậy lực lượng, kinh sợ thần trích liên minh trên dưới, cuối cùng thần trích liên minh trực tiếp là xuất động toàn bộ phó minh chủ, ước chừng có chín vị, cùng nhau ra trận đại chiến vị nam tử thần bí này, cuối cùng dưới sự liên thủ toàn lực của chín đại phó minh chủ, mới bước lui nam tử thần bí này, có thể nói hắn lấy được một người đối kháng toàn bộ thần trích liên minh, mà không bại, mà lại trải qua một ngàn năm thời gian, tại chư thần vạn giới thần châu chi địa, sáng lập một đạo khổng lồ tân sinh thần bí thế lực, tên là thần nguyên cung. Thần Nguyên Cung sinh ra, trực tiếp để cho toàn bộ chư thần vạn giới đều là run lên, bởi vì bọn họ đều biết, thần nguyên cung cung chủ chính là vị nam từ thần bí đã từng lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ thần trích liên minh trên dưới kia. Từ nay về sau ở chư thần vạn giới thần châu chi địa, lại có thêm một phương cực kỳ khổng lồ tân sinh thần bí thế lực, trực tiếp là vượt qua chư thần vạn giới cái khác siêu thần thế lực, trở thành một phương siêu thần cự phách thế lực cũng chính là theo sự xuất hiện của siêu thần cự phách như thần nguyên cung liên minh thần trích cũng thu liễm rất nhiều nếu không liên minh thần trích sợ đã sớm thống trị toàn bộ thế giới cấp bậc thứ nhất sau đó lãnh đạo cao tầng của liên minh thần trích quyết định phong tỏa tin tức của vị cung chủ thần nguyên cung kia ngoại trừ nhân vật trung tâm và cao tầng của liên minh thần trích biết được còn lại thành viên liên minh thần trích đều không biết được dù sao thần trích liên minh chính là đệ nhất đẳng cấp thế giới cự vô bá tồn tại như thế cự vô bá liên minh thần thế lực đều có chức kiêng kỵ thần nguyên cung như vậy tin tức này truyền ra sao đối với thần trích liên minh địa vị nhất định sẽ có dao động cho nên từ một phương diện khác mà xem cái này siêu thần cự phách thần nguyên cung xem như cân bằng bây giờ đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong cự vô bá thần trích liên minh ở đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong chỉ có những siêu cấp thần trích mới biết được thần nguyên cung vị kia cung chủ chính là một vị thần giới bên trong đại truyền kỳ nhân vật đó là ngay cả thần trích liên minh đều cực kỳ kiêm kỵ truyền kỳ tồn tại mà này thần giới đại truyền kỳ chính là nguyên tôn trung nguyên nguyên tôn sáng lập thần nguyên cung vẹn vẹn chỉ là qua mấy vạn năm thời gian chính là trở thành trong đại thiên thế giới siêu thần cự phách thế lực nội tình cũng đã xa xa vượt qua chư thần vạn giới bên trong những siêu thần thế lực kia, bằng không cũng sẽ không để cho thần trích liên minh đều đối với đều có chức kiêm kỵ. Ở thần châu chi địa chính là cùng toàn bộ chư thần vạn giới bên trong, có thể cùng nguyên tôn nổi danh truyền kỳ tồn tại, cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù nói lúc này những người ở đây đều là nhân vật cấp bậc tông chủ của một trong 10 thế lực trước đây, cũng đều có địa vị hết sức quan trọng, nhưng nếu muốn so sánh với siêu thần cự phách thần nguyên cung của chư thần vạn giới, quả thực chính là tiểu vu kiến đại vu lấy thực lực cùng nội tình của thần nguyên cung cho dù hiện tại xuất hiện không phải vị đại truyền kỳ nguyên tôn của thần giới kia nhưng trong thần nguyên cung không có chỗ nào không phải là một ít thiên phú trác tuyệt siêu cấp thần chỉ thực lực phi phàm bất kỳ một vị xuất hiện nào cũng đủ để treo lên tất cả thế lực của thần trong thế giới đẳng cấp thứ nhất này thậm chí não rộng là một ít thế lực siêu thần tầm thường cũng không thành vấn đề huống chi hôm nay hai vị tuyệt mỹ nữ tử này thân phận lại càng không đơn giản bởi vì hai vị các nàng chính là hai vị thê tử của nguyên tôn về phần tại sao cuối cùng đều trở thành thê tử của Nguyên Tôn, hết thảy nguyên do đều là từ vị Vũ Hàm có cùng một hài từ này nói lên. Những cường giả thần thế lực ở đây đã sớm trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Viêm cũng có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hai bóng hình xinh đẹp cực kỳ thon thả kia, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Tiêu Độc Vũ Hàm lại là người có thân phận địa vị như thế, hơn nữa mẫu thân của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Mơ hồ cảm giác được bọn họ hai nữ có một loại không cách nào hình dung thần thánh khí thế, cái loại cảm giác này, liền phảng phất là thiên địa tất cả khí vận đều hướng về bọn họ hội tụ, làm thiên địa làm như là muốn sụp đổ mà xuống. Đây là một loại cường đại chân chính, cái gọi là siêu cấp thần chỉ cường giả, phải như vậy. Chính là hai vị chủ mẫu đến từ thần nguyên cung, hai giọng nói trong trẻo vang dội của Tô Ấu Vi và Vũ Giao vang lên. Sau khi Tô Ấu Vi và Vũ Giao thì triển ra lực lượng đáng sợ như vậy, cho dù là vẻ chiêu tức trên khuôn mặt ngũ linh toàn ma, cũng đã thu liễm lại, thay vào đó là một loại ngương trọng. Hiển nhiên đã ở trên người Tô Ấu Vi cùng Vũ Giao, nhận thấy được khí tức tương đối nguy hiểm, loại khí tức này làm cho hắn đều hơi hơi cảm thấy cả kinh, bởi vì hắn đã phát hiện trước mắt là hai vị thần nguyên cung chủ mẫu này cho hắn có cảm giác nguy hiểm so với thượng cổ thánh chủ thời kỳ toàn thịnh năm đó tựa hồ cường đại hơn một chút điều này làm cho trong lòng hắn có chút không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới biến cố đột nhiên này lại là người của thần nguyên cung một thế lực siêu thần cự phách khiến thần trích liên minh đều có chút kiêng kỵ lại xuất hiện ở chỗ này đây đối với hắn mà nói cũng không tính là tin tức tốt lành gì không nghĩ tới hôm nay ta ngũ linh toàn ma còn gặp gỡ thần nguyên cung người thật đúng là có chút làm người khiếp sợ bất quá chỉ cần không phải vị kia nguyên tôn tự mình đến đây bằng hai người các ngươi sợ là không cách nào đem ta ngăn trở mặc dù nói các người thần hồn rất mạnh nhưng là muốn gạt bỏ ta cũng không phải đơn giản như vậy sự tình mà ta muốn đi các người cũng không cách nào đem ta lưu lại ngũ linh toàn ma ma trầm giọng lên tiếng nếu hôm nay đích thân tới là thần nguyên cung vị thần giới đại truyền kỳ kia có lẽ mình hôm nay chắc chắn vẫn lạc ở đây nhưng trước mắt đối mặt với hai vị thần nguyên cung chủ mẫu tự nhiên là có thể toàn thân trở ra dù sao thực lực của hắn ở trong chín đại toàn ma coi như là tồn tại các bậc trung bình. Tô ấu vi mỉm cười, nói, không biết, ngươi ở trong cửu đại toàn ma thuộc về tầng thứ gì. Không nghĩ tới ngươi đối với diệt thần phủ chúng ta cũng có chút hiểu biết, vị ngũ linh toàn ma kia nghe vậy, cũng có chút kinh ngạc nói. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là vào lúc này trở nên u ám xuống, bản toàn ma chính là bài danh thứ năm, cho nên được xưng là ngũ linh toàn ma. Tô ấu vi cùng vũ giao ánh mắt hiển nhiên cũng là vào lúc này hơi nhúc nhích, chợt nói, nguyên lai like là xếp hạng thứ năm ngũ linh toàn ma, nghe nói ngươi không phải tại mấy trăm vạn năm trước cũng đã biến mất, không nghĩ tới hôm nay lại là ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa còn có thể biết được hôm nay thần giới nhiều như vậy tin tức. Mặc dù nói chỉ là toàn ma xếp hạng thứ năm, nhưng thực lực của hắn trong chín đại toàn ma cũng đã xem như thực lực trung bình, có thể so với tồn tại cường đại của thiên vị thần tầng năm. Đây chính là chúng ta diệt thần phủ bên trong độc hữu ma kỹ bên trong một loại mà thôi, các ngươi biết được đồ vật, vẫn chỉ là chúng ta diệt thần phủ một chút da lông mà thôi, chúng ta diệt thần phủ chân chính bí mật, cũng không phải các ngươi những người này có thể thừa nhận, coi như các người thật sự biết được, như vậy kết cục của các người sẽ càng thêm thảm trọng cùng khiếp sợ. Cho nên, các người muốn lại này gạt bỏ ta là không có khả năng, ha ha ha, cái kia ngũ linh toàn ma ngự khí trầm thấp, ở phía sau, ngập trời hắc khí bắt đầu dần dần bắt đầu khởi động, ngay cả không gian đều là vào lúc này bắt đầu dần dần vỡ nát mà xuống, một cỗ khủng bố ma uy, lặng lẽ tràn ngập ra. Đối mặt với ngũ linh toàn ma dẫn đầu ra tay, tô ấu vi và võ giao hai người cũng không dám chậm trễ, trực tiếp vận chuyển lực lượng thần hồn cường đại trong cơ thể, sau đó đối với ngũ linh toàn ma thản nhiên cười bọn họ có thể cảm giác được lúc này vị ngũ linh toàn ma lực lượng này còn chưa hoàn toàn khôi phục coi như là khôi phục dưới sự liên thủ tiến công toàn lực của tô ấu vi cùng võ giao nhị nữ cũng phải tan thành mây khói dương minh Kiếm ý quyết long hoàng khí vận long hoàng thiên hạ sau khi bọn họ nói xong trong tay tô ấu vi ngọc màu tím xanh lóng lánh trường kiếm tím xanh từ trên mặt đất bay ra cuối cùng nhảy vào trong tay quanh thân trường kiếm có ánh sao lấp lánh quanh quần cực kỳ thần bí vô cùng sau đó nhẹ nhàng chém ngũ linh toàn ma phía dưới sau một khắc trường kiếm kia bắn ra một đạo tinh quang màu tím huyện hóa thành kiếm ý sạt qua chỗ tất cả không gian đều sụp đổ mà xuống sau khi chém xuống dường như có một đạo tử tinh kiếm ý xuyên thấu hư không cho đến bầu trời ngũ linh toàn ma tử tinh kiếm ý gào thét tới người của các thế lực đại thần ở đây đều dựng tóc gái cả người trong mắt có vẻ kinh hãi xuất hiện không chút do dự thúc giục tất cả thần lực hộ thể trong cơ thể bởi vì bọn họ ở trong một kiếm này cảm nhận được một loại kiếm ý hủy diệt ngay cả gọi là kiếm thần tông chủ cũng là sắc mặt kinh hãi vốn trình độ của hắn đối với kiếm đạo rất sâu nhưng hiện tại khi cảm nhận được tô ấu vi triển lãm một kiếm này đúng là đã vượt xa trình độ kiếm đạo của hắn trực tiếp làm cho vị kiếm thần này có chút không biết làm sao vốn cho rằng lĩnh ngộ của mình đối với kiếm đạo đã là người thứ nhất kết quả một kiếm này của tô ấu vi lại càng đổi mới nhận thức mới của hắn đối với kiếm đạo mà một chỗ khác tất cả người của các đại thần thế lực đều đột nhiên cảm giác được trong thiên điện này đúng là có phát sinh khác thường phảng phất tất cả thiên địa khí vận đều từ bốn phương tám hướng vào tới một cỗ lực lượng cực kỳ đặc thù tràn ngập phía chân trời rất nhanh trên hư không kia chuyển ra tiếng phượng minh ngay sau đó liền xuất hiện một đạo long hoàng màu tím thật lớn triển khai cánh không ngừng kích động theo kích động của cánh tử kim long hoàng đúng là ở không gian xung quanh hình thành mấy đạo gió lốc uy lực cực kỳ khủng bố hơn nữa trên người long hoàng tàn mát ra khí vận đáng sợ có được uy năng có thể hủy diệt thiên địa quân lâm thiên hạ khí vận vừa nói có chút huyền diệu đặc thù bởi vì khí vận chi lực cũng không phải người người đều có thể đạt được, chỉ có lên tiếng thì khí vận chi lực chính là bẩm sinh, hậu thiên là không thể tu hành. Một khi sinh ra, có khí vận chi lực nương theo, không có chỗ nào không phải là một thiên chi kiêu tử thiên phú tu luyện chắc tuyệt, thậm chí đối với một ít giác ngộ cùng lĩnh ngộ trên con đường tu luyện đều có ưu thế hơn so với người tu luyện bình thường. Nói cách khác, người có khí vận, bình thường mà nói, sẽ ở trên con đường tu luyện, đi được xa hơn, mỗi người đều là hạng người kinh diễm tuyệt luân. Nhưng là có được trời sinh khí vận người, cũng là rất ít tồn tại, coi như là toàn bộ đại trụ bên trong, có được khí vận người sinh ra đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khí vận chi lực, tuy rằng cực kỳ đặc thù cường đại, nhưng là người sở hữu đều là lác đác không có mấy, cho nên cũng chính là vì sao, khi các nàng thi triển ra khí vận chi lực lúc, vì sao ngũ linh toàn ma hội trực tiếp kết luận, các nàng chính là thần nguyên cung người. Bởi vì có khí vận chi lực loại này đặc thù lực lượng, chỉ có thần nguyên cung những người đó mới có được vực này đặc thù huyền diệu lực lượng. gì? từ tinh kiếm ý cùng long hoàng khí vận hạ xuống ngũ linh toàn ma, tốc độ như tia chớp, quỷ dị biến mất. Từ tinh kiếm ý và long hoàng khí vận tới nhanh, biến mất nhanh hơn, nhưng đối với những người thuộc thế lực đại thần, đây không phải là biến mất, mà là tốc độ đã vượt qua cực hạn mà mắt bọn họ có thể quan sát được. Chỉ bất quá mấy hơi thở thời gian, chính là tiêu tán cùng trong thiên địa. Vô số đạo tầm mắt đều là gắt gao nhìn về phương hướng Ngũ Linh toàn ma, lúc này quanh thân người sao, đúng là có lượng ma cực kỳ hắc ám điên cuồng khởi động, mà thấy hai đạo thế công cường đại thoáng hiện về phía mình làm cho ngũ linh toàn ma đều cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm lúc này sắc mặt cũng có chút ngưng trọng hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai đạo bóng hình xinh đẹp trên hư không đối với tô ấu vi cùng vũ giao sâu trong ánh mắt chẳng ngập kinh vị đồng đậm nếu là hắn tại thời kỳ toàn thịnh hắn tự nhiên là muốn hảo hảo cùng hai vị thần nguyên cung chủ mẫu đấu một trận nhưng lúc này thực lực của hắn hiển nhiên còn lâu mới bằng thời khắc đỉnh phong bất quá cái này ngũ linh toàn ma dù sao cũng không tầm thường chi ma mặc dù là loại thời khắc này cũng là rất nhanh thu liễm lên trong lòng ba động có thể tại năm đó cùng thượng cổ thánh chủ đối chiến trong hơn nữa cuối cùng kỳ cao một bậc không thể không để cho thượng cổ thánh chủ chỉ có thể lựa chọn hy sinh mới có thể đem phong ấn mà xuống cũng đủ để chứng minh ngũ linh toàn ma phi phạm lực lượng trong ngũ trọng thiên vị thần có lẽ ngũ linh toàn ma còn không sợ bất kỳ một vị siêu cấp thần trích nào dù sao hắn cũng là ma vật khiến thần giới sợ hãi cho nên mặc dù lúc này là đối mặt trước mắt này hai vị thần nguyên cung chủ mẫu cường đại thế công trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy chút nào về bối rối vậy để cho bản toàn ma nhìn một chút thần nguyên cung hai vị chủ mẫu đến tột cùng là như thế nào thực lực ngũ linh toàn ma ngữ khí cực kỳ trầm thấp chợt hắn cũng là mãnh liệt một bước bước ra nhất thời hắc ám ma lực lượng giống như là sóng chiều thần lớn trực tiếp là từ trên người điên cuồng tịch cuốn ra toàn ma hóa thiên địa theo tiếng quát to vang lên chỉ thấy nơi đó đại địa đều là bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu đen sắc thái trong đại địa dính đặc hắc khí không ngừng bốc lên ngắn ngủi mấy hơi trong lúc đó liền đem toàn bộ thượng cổ thánh thành đại địa toàn bộ bị chuyển hóa thành một phương ma thổ tất cả thần trích cường giả ở đây đều có thể cảm nhận được, ở trong thượng cổ thánh điện này, gần như ngay cả một tư thần nguyên chi khí trong thiên địa cũng bị cỗ lực lượng toàn ma này nhuộm chỉ vào lúc này. Nếu như lúc này không phải Tô Ấu Vi và Võ Giao ở đây, chỉ sợ những thế lực đại thần ở đây đều sẽ bị ma lực trong hắc khí này lây nhiễm, mà một khi bị hắc khí đáng sợ này lây nhiễm một chút, đều không còn đường trốn. Mà đối mặt với ma thổ không ngừng khuếch trương kia, Tô Vi Vũ Giao nhị nữ thấy thế trực tiếp thủng ấn biến thành vô hình cường đại kiếm ý cùng khí vận chi lực chính là hướng mảnh thiên điện này gào thét mà ra. Hư, hoa, nơi kiếm ý đáng sợ cùng khí vận chi lực đi qua, trực tiếp khiến những ma thổ đen kịt kia phát ra âm thanh chói tai dị thường, không đến trong chốc lát, đã đem hắc khí trên ma thổ màu đen vừa rồi mạnh mẽ bức lui hơn phân nửa. Thấy thế, cái kia Ngũ Linh Toàn Ma mí mắt cũng là nhịn không được nhảy dựng, tại đã từng, hắn cũng không ít cùng trong thần giới những siêu cấp thần chỉ kia giao thủ, trong đó cũng không thiếu có một ít thiên tư chắc tuyệt thần chỉ cường giả, nhưng là những này thiên tư bất phàm siêu cấp thần chỉ, đều là bại ở trong tay Ngũ Linh Toàn Ma. Khi toàn bộ ma hóa thiên địa của mình bị ngăn chặn, cũng không có quá nhiều bối rối, ngược lại là hít sâu một hơi, lực lượng ma trên thân thể, phảng phất vào giờ khắc này toàn bộ bị ngưng tụ ở trên cánh tay, lúc này bàn chân đột nhiên rậm xuống. Ma kỹ thôn thiên thủ. Nhất thời, ma thổ kia trực tiếp vỡ vụn vào lúc này, theo đại điện nứt ra, vô số đạo hắc khí nồng đậm xông lên trời, ở trong hắc khí cuồn cuộn ẩn chứa vô tận hắc ám cùng lực lượng ma, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu đen không cách nào hình dung tự đại vươn ra. Cái kia màu đen cự thủ khi xuất hiện tàn mát ra vô tận hắc ám cảm giác, có thể nuốt thiên địa, có thể che nhật người tinh thần, ở dưới một trường này, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem một tòa đại lục cho hủy diệt hầu như không còn. Cho nên, khi nhìn thấy ma thủ này bao phủ mà đến, tất cả thần trích cường giả ở đây đều là nhao nhao biến sắc, bọn họ ngày thường coi như là cao cao tại thượng, ở trong thần thế lực đều là có thể hưởng thụ quyền cao chức trọng danh. Nhưng mà trước mắt bọn họ mới biết được, một khi bước ra ngưỡng cửa thiên vị thần tứ trọng, đạt tới thiên vị thần ngũ trọng, mới chính thức cảm giác được khoảng cách giữa thiên vị thần tứ trọng và thiên vị thần ngũ trọng sau một khắc tàn mát ra vô tận hắc ám ma thủ nơi đi qua không gian toàn bộ vỡ nát hóa thành một mảnh hắc ám mà lúc này rất nhiều thần trích cũng là phát hiện ở cái kia ma thủ bên trong đúng là sinh ra này một chương đen kịt miệng lớn cái miệng đen nhánh kia tựa như một cái hố đen có thể đem trong thiên địa hết thảy đều có thể đem thôn phệ mà tiến vào chỉ cần rơi vào trong đó coi như là tứ trọng thiên vị thần thần cường giả đều sẽ trong khoảnh khắc bị cứng rắn hóa thành hư vô thậm chí ngay cả ngũ trọng thiên vị thần tại đối kháng vực này hắc ám hư thủ lúc cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào cái loại cảm giác này phảng phất là chỉ cần tùy ý ma thủ kia không ngừng cắn nuốt xuống chỉ sợ ngay cả một tòa siêu cấp đại lục đều sẽ bị nó toàn bộ cắn nuốt tiêu diệt ngũ linh toàn ma này không hổ là chiến lược trung bình trong cửu đại toàn ma nhưng hắn biết đối mặt với thế công cường đại của tô ấu vi và vũ giao thủ đoạn bình thường đối với các nàng căn bản không có tác dụng cho nên cũng hoàn toàn không có ý định lưu thủ vừa ra tay chính là đại sát chiều mạnh mẽ phải biết rằng năm đó tiến công thượng cổ thánh địa lúc không biết có bao nhiêu thượng cổ thánh địa bên trong những thần trích cường giả kia đều ở dưới một tay này của hắn, hóa thành bụi bậm, mà hôm nay hắn cũng muốn đem thần nguyên cung này hai vị chủ mẫu triệt để đem thua ở dưới bàn tay khổng lồ này của hắn. Thật sự là lực lượng thật khủng bố, khó trách ngay cả thượng cổ thánh chủ thời kỳ toàn thịnh cũng không thể lấy được thắng lợi tiêu viêm cũng là vào lúc này hít một hơi thật sâu, hắn nhìn ma thủ đen kịt khổng lồ trên hư không, loại lực lượng phát ra này có trước vượt qua phạm vi nhận thức của hắn, đồng thời cũng làm cho tiêu viêm nhận thức được nội tình của diệt thần phủ thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Ngũ linh toàn ma này cũng không đơn giản, diệt thần phủ chính là thần cấp siêu thần thế lực nội tình đáng sợ cường đại không nói vẫn là cực kỳ thần bí tồn tại rất ít siêu thần thế lực cũng không dám cùng nó có một tên nhằm vào bởi vì đã từng có một đạo siêu thần thế lực trong lúc vô tình trêu chọc diệt thần phủ người trong một đêm đạo siêu thần thế lực này liền bốc hơi khỏi nhân gian vĩnh viễn biến mất ở đệ nhất đẳng cấp trong thế giới lúc này tiểu độc đứng bên cạnh tiêu viêm quay đầu nói với tiêu viêm nhìn thấy tiểu độc đều nghiêm túc đánh giá diệt thần phủ đáng sợ như thế nội tâm tiêu viêm cũng là từng đợt sóng gió kinh người chẳng lẽ nói không chỉ có thượng cổ thánh địa gặp phải diệt thần phủ hủy diệt những siêu thần thế lực khác cũng giống như vậy phải biết rằng thế lực siêu thần đại biểu cho cái gì đó chính là thế lực siêu cấp thần của thế giới đẳng cấp thứ nhất thế lực siêu thần cường đại như vậy cũng có thể bị diệt thần phủ tiêu diệt trong một đêm cho dù là ai cũng không thể tin được quả thực khiến người ta vô cùng khó tin đến tột cùng là tồn tại đáng sợ cỡ nào mới có thể làm được thủ đoạn đáng sợ như vậy ở tiêu viêm hôm nay xem ra diệt thần phủ này đích xác cực kỳ không đơn giản thậm chí so với thần trích liên minh diệt thần phủ này càng làm cho người ta run rẩy hoảng sợ tràn ngập thần bí không biết khi bờ rộn nhỏ vừa muốn nói gì đó vũ hàm bên cạnh lại hăng hái bừng bừng cắt đứt lời bờ rộn nhỏ muốn nói cái này ta cũng biết tiêu viêm đệ đệ có muốn biết đạo siêu thần thế lực này trước khi bị diệt thần phủ tiêu diệt mạnh bao nhiêu không lúc này tiêu viêm vành tai lên giống như đang nghe một câu chuyện vô cùng hứng thú gật đầu cái này siêu thần thế lực chính là vô lượng thần giới năm đại siêu thần thế lực một trong tên là nguyên pháp sơn mà vị sơn chủ nguyên pháp sơn này chính là một siêu cấp thần chỉ của thiên vị thần lục trọng nhưng cho dù như vậy vẫn bị diệt thần phủ tiêu diệt sạch sẽ trong một đêm ngay cả vị thiên vị thần lục trọng này cũng sống chết chưa biết mà người ra tay chính là trong cửu đại toàn ma có chiến lược cao cấp tam linh toàn ma bốn chữ cuối cùng vừa ra càng làm cho đầu óc tiêu viêm trong nháy mắt trống rỗng một cỗ cảm giác tê dại tràn ngập toàn thân vị thần lục trọng thiên đều bị vị tam linh toàn ma diệt thần phủ này đánh bại như thế mà nói thực lực tam linh đoàn ma này chỉ sợ ít nhất cũng là thất trọng thiên vị thần kỳ thần nguyên cung hai vị chủ mẫu hẳn là không thành vấn đề đi tiêu viêm chấn động rất nhiều lặng lẽ nói mắt mưa hàm hai vị mẫu thân này nhưng là tiêu viêm đám người cùng với tất cả các đại thần thế lực người cuối cùng chỗ dựa vạn nhất các nàng đều thất thủ chỉ sợ bọn họ nơi này tất cả thần trích đều sẽ bị cái kia ngũ linh toàn ma nuốt trong khoảnh khắc xóa bỏ nhưng đối với hai người tiểu độc vào vũ hàm lại có vẻ rất lạnh nhạt bởi vì bọn họ hiểu rất rõ thực lực của tô ấu vi và vũ giao nói hai vị di nương ta chỉ cần liên thủ, cho dù là thời kỳ ngũ linh toàn ma ở toàn tỉnh, bọn họ đều có lực đánh một trận, mà trước mắt, đối phó với ngũ linh toàn ma vừa phá phong mà ra, lại càng có thể dễ dàng ứng đối. Nghe thấy tiểu độc nói như vậy, tiêu viêm cũng là gật gật đầu, chợt hơi thở phào nhẹ nhõm, cái này ngũ linh toàn ma toàn thịnh thời kỳ trạng thái dưới, tất nhiên cực kỳ đáng sợ cường đại, nếu không ngay cả ngũ trọng thiên vị thần thượng cổ thánh chủ đều phải làm ra hy sinh vì đại giới đem phong ấn huống hồ thượng cổ thánh chủ còn có hai đạo thần khí trừ long kiếm cùng thượng cổ trấn mà tháp lực lượng gia trì cùng với một đạo đại thần kỹ cổ thông hóa linh trận nhưng dù vậy lúc trước cùng cái này ngũ linh toàn ma kịch chiến nhưng vẫn là bại cái này cũng đủ để chứng minh này diệt thần phủ ngũ linh toàn ma cũng không phải đơn giản tiêu viêm cũng âm thầm tặc lưỡi đối với những ma vật diệt thần phủ này có hết sức chán ghét và căm hận nhưng với thực lực của tiêu viêm hiện giờ mình kháng cự diệt thần phủ như thế nào cũng không thể thay đổi được gì chỉ có ngày sau mình trở nên đủ cường đại mới có thể thay đổi mà trong lúc bọn họ nói chuyện ngắn ngủi trên hư không xa xa chỉ thấy tử tinh kiếm ý cùng với tử kim long hoàng đã xuất hiện trước ma thủ mấy vạn dặm so với ma thủ tử tinh kiếm ý và tử kim long hoàng nhỏ bé như bụi bặm nhưng hai đạo thế công như bụi bặm này lại khiến cho sắc mặt ngũ linh toàn ma kịch biến trong mắt xẹt qua một tê chấn động sau đó hắn không chút do dự bạo xạ dạ mà lui hắc ám chi khí vô tận ở phía trước hình thành mấy trăm vạn đạo bình phong ma khí ầm ầm sau một khắc tử tinh kiếm ý cùng tử kim long hoàng trực tiếp va chạm với ma thủ cực lớn đen kịt kia trong nháy mắt một cỗ sóng xung kích không cách nào hình dung bộc phát mà ra, cơ thổi quét toàn bộ thiên địa, ngay cả không gian trên không thượng cổ thánh thành, cũng là vào lúc này phá lệ vạn vẹo, cùng với sụp đổ mà đi. Ma lực đáng sợ cuồn cuộn kia cơ hồ cũng là trong khoảnh khắc hoàn toàn bộc phát, một đạo ma thủ kia dưới thế công đáng sợ kia, rằng co một lát, đúng là dưới sự trợn mắt há hốc mồm của các thế lực đại thần, trực tiếp bị tử tinh kiếm ý cùng khí vận chi lực trong tử kim long hoàng, cứng rắn bị trùng kích đánh nát mà đi một kích toàn lực khủng bố của ngũ linh toàn ma lại bị tô ấu vi và vũ giao liên thủ đối địch dễ dàng hóa giải như vậy ầm ầm vô tận kiếm ý cùng khí vận chi lực cọ rửa mà đi qua mấy trăm vạn đạo ma khí bình chướng lúc cũng là điên cuồng bị triệt để phá hủy tan vỡ cuối cùng này hai cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian cho đến cái kia bạo lùi mà đi ngũ linh toàn ma boom nhất thời thiên địa chấn động không gian ngũ linh toàn ma chỗ ở kia trực tiếp là bị mạnh mẽ oanh vỡ thành mảnh nhỏ không gian nơi đó nguyên bản ngập trời vô tận ma chi khí tức càng là vào lúc này dưới hai đạo công kích đáng sợ này, biến mất sạch sẽ. Theo thế công cường đại của song phương đụng nhau, sóng xung kích năng lượng vô cùng vô tận phô thiên cái địa tàn sát bừa bãi, ngay cả phiến thiên địa này cũng đang điên cuồng run rẩy. Mà không gian nơi va chạm vừa rồi, nơi đó hiện ra trạng thái sụp đổ, khu vực phương viên mấy vạn dặm, một mảnh hắc ám, phảng phất trong đó có bất cứ vật gì tồn tại, đều bị hủy diệt dưới loại nổ tung này. Nhìn một màn như vậy, những thế lực đại thần kia đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi hiển nhiên là không nghĩ tới hai vị thần nguyên cung chủ mẫu kinh diễm vô cùng này thì triển ra lực lượng trực tiếp là đem bọn họ dọa không nhẹ bọn họ sẽ không hoài nghi chút nào nếu đổi lại là bọn họ chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi bặm trong thiên địa đây chính là lực lượng của hai vị chủ mẫu thần nguyên cung sao rất nhiều cường già trong lòng cảm thán không thôi diệt thần phủ ở đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong rất nhiều siêu thần thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc bởi vì trêu chọc những siêu thần thế lực của diệt thần phủ sớm đã biến mất không thấy mà hôm nay có thể không sợ diệt thần phủ thậm chí trực tiếp lựa chọn chính diện chống lại cũng chỉ có thần nguyên cung. Dù sao theo thần nguyên cung quật khởi, trở thành siêu thần cự phách thế lực, đứng trên tất cả siêu thần thế lực, cho nên ngay cả thần trích liên minh cỡ này cự bá cũng không dám tùy tiện lựa chọn trêu chọc thần nguyên cung. Có vị thần giới đại truyền kỳ nguyên tôn tọa chấn thần nguyên cung, từ nay về sau giới thần phủ liền có thêm một vị đại nhân vật chân chính có can đảm đối kháng. Vậy ngũ linh toàn ma hẳn là vẫn lạc đi tiêu viêm đám người cũng là nhìn một mảnh hắc ám không gian chỗ, đối mặt hai đạo hủy diệt cường đại công kích, nghĩ đến coi như là ngũ linh toàn ma, cũng phải chịu trí mạng trọng thương. ngay cả hai người tiểu độc và vũ hàm cũng gật đầu. dù sao một chiều tố ấu vi và vũ gia thì triển lúc trước đích thật là vô cùng khủng bố. ai cũng không nghĩ tới hai vị chủ mẫu thần nguyên cung này ra tay gọn càng lưu loát như thế. đi lên liền trực tiếp ném qua một đại chiêu. loại thế công đáng sợ này coi như là toàn thịnh thời kỳ ngũ linh toàn ma, sợ cũng là có chút chịu không nổi đi. nhưng mà ngay tại trong thiên địa đông đảo thần trích ánh mắt mang theo một tia khẩn trương nhìn mảnh kia hắc ám không gian chỗ lúc sau một khắc nhất thời để cho bọn họ con người hơi co rụt lại, thần sắc mãnh liệt ngưng tụ. Chỉ thấy nơi sâu nhất trong không gian hắc ám kia, loáng thoáng xuất hiện một đạo ma ảnh chật vật vô cùng. Đạo ma ảnh kia chính là ngũ linh toàn ma bị thô ấu vi cùng với võ giao liên thủ công kích, chỉ bất quá lúc này mặt ngoài thân thể của hắn, dĩ nhiên là phủ kín vết nứt cùng với máu đen đại lượng chảy ra. Hai mắt của hắn, một mảnh dữ tợn đỏ tươi, hiển nhiên là cực kỳ tức giận vô cùng. Hắn đường đường ngũ linh toàn ma, hôm nay lại bị những người này cho làm bị thương, thậm chí là trọng thương. Tô Ấu Vi cùng Vũ sao hai người cũng là lầm bầm ra tiếng, nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, dù sao vị này coi như là thời kỳ toàn thịnh thượng cổ thánh chủ cộng thêm hai đạo thần khí lực lượng gia trì, cũng không thể xóa bỏ, cũng đủ để hắn không đơn giản chỗ. Tuy nói ngũ linh toàn ma không có tại chỗ ngã xuống, nhưng ai cũng có thể cảm ứng được, hắn vẫn là bị lúc trước kia hai đạo thế công tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương thế, trên người tàn mát ra ma chi khí tức, đều là có rõ ràng yếu bớt. Lúc này trên khuôn mặt của hắn đúng là mang theo một tia quỷ dị, sau một khắc mi tâm của hắn dĩ nhiên mọc ra một đạo ấn ký màu đen quỷ dị sau đó ở trên ấn ký này có chất lỏng màu đen chảy ra che lớp hai con mắt đỏ tây kia theo huyết dịch màu đen chảy vào đôi mắt đỏ tây kia một đạo hắc vụ có thể dùng mắt thường thấy được phiêu đãng mà lên cuối cùng ở phía sau hắn ngưng tụ ra hắc vụ ma ảnh cao lớn vạn trượng ma vật này lại thi triển bí pháp đáng sợ gì những tông chủ của các thế lực đại thần sắc mặt cực kỳ hoảng sợ mỗi người đều kinh hô lên mà cuối cùng cái kia ngũ linh toàn ma thân thể giống như là bị bốc hơi dần dần cũng hóa thành những nải hắc vụ tràn vào kia vạn trượng to lớn mà ảnh bên trong. Nếu các ngươi muốn đặt ta vào chỗ chết, như vậy liền theo bản toàn ma cùng nhau ngã xuống đi, cho các ngươi kiến thức một chút, thứ hai ma kỹ đáng sợ. Ma kỵ thứ hai, trùng sáng ma ảnh diệt giới. Đôi mắt đỏ tươi của ngũ linh toàn ma nhìn hai người tô ấu vi và vũ giao, chợt hắn gầm lên một tiếng, hóc vụ ma ảnh to vạn trượng xuất hiện hai đôi mắt lớn màu đỏ sậm. Trong đôi mắt khổng lồ màu đỏ sậm có khí tức mờ mịt cực kỳ đáng sợ, tuy rằng còn không có lực lượng gì bộc phát ra, nhưng chỉ nhìn đôi mắt khổng lồ màu đỏ sậm này, thân hồn trong cơ thể bọn họ cũng muốn phá thể mà ra. Nhưng ngay sau đó, từ trong đôi mắt khổng lồ màu đỏ sậm này bắn ra một chùm sáng màu đen tràn ngập ma khí vô tận có thể hủy diệt một phương thế giới, trực tiếp phóng thẳng về phía Tô Ấu Vi và võ dao trên hư không. Tốc độ này cực nhanh, trong nháy mắt chính là tiếp cận Tô Ấu Vi cùng Vũ dao hai người, mà người sau lại là không chút hoang mang, nhiều nhất chỉ là cảm thấy này Ngũ Linh toàn ba thật đúng là cực kỳ khó chơi, nhưng cũng sẽ không thương tổn đến chính mình. A, à, thần hồn của chúng ta sắp bị rút đi rồi. Tông chủ các thế lực đại thần biến sắc, không nghĩ tới ngũ linh toàn ma này lại cảm thấy vô vọng chạy trốn lựa chọn cá chết người rách ong lại là một đạo ông vang lên một đạo kiếm ý năm sao xuyên thấu hư không trực tiếp va chạm với trùng sáng mà ảnh diệt giới lúc này ở trên hư không này phảng phất có tiếng gầm thét của long hoàng vang lên phần vẹn một tiếng gầm thét liền làm cho phiến thiên địa này an tĩnh lại giống như là bá chủ một phương thế giới này xuất hiện chấn áp vạn vật thế gian từ kim long hoàng cực lớn lao thẳng về phía trùng sáng màu đen mang theo lực lượng hủy diệt dưới sự đụng độ của song phương trong nháy mắt nổ tung ra ma khí hắc ám cực hạn trong đó mang theo lực lượng ma vô tần dưới sự đụng độ giữa kiếm ý và khí vận lại hình thành một cơn bão ma đáng sợ tiên cuồng thổi quét bốn phía ma chi phong bạo bên trong có chút lực lượng đáng sợ không ngừng phát tán không gian đều bị vù vù vặn vẹo vỡ vụn ma chi phong bạo cuồng bạo kia quả thực khủng bố đến cực điểm thượng cổ thánh thành vốn là một mảnh phế tích giờ phút này dưới sự tàn sát bừa bãi của ma chi phong bạo trực tiếp là ngay cả phế tích cũng không tính bởi vì những kiến trúc kia trực tiếp bị ma chi phong bạo đánh nát bấy hơn nữa trong ma chỉ phong bạo này còn có năng lực phân giải cực độ đáng sợ, trực tiếp phân giải những kiến trúc này. Tô Ấu vi cùng với Vũ Dao nhìn thấy một màn như vậy, trực tiếp vận chuyển lực lượng thần thánh trong cơ thể lần nữa, trong nháy mắt đánh thủng trùng sáng màu đen kia, hơn nữa xông thẳng vào ma ảnh vạn trượng xương đen kia, không hề ngoài ý muốn trùng kích vào ma ảnh kia. Ầm ầm. Cái kia tràn ngập vô tận khí vận cùng kiếm ý thế công, đúng là trực tiếp đem vạn trượng hắc vụ ma ảnh cho tan rã đi, mà làm cho tất cả mọi người chưa từng phát hiện, cái kia ma ảnh đúng là quỷ dị cười cuối cùng bị khí vận chi lực cùng kiếm ý hết thảy cho đánh tan đi giải quyết xong ma vật này chưa chúng thần chỉ cường giả nhìn một màn này cũng tự nói một tiếng En, không đúng khí tức ma vật kia cũng không có biến mất mà là dần dần đi xa nhìn thấy ma ảnh vạn trượng kia tiêu tán tô ấu vi cùng vũ giao trước tiên cảm ứng được khác thường ánh mắt đột nhiên khẽ động bùm vừa rồi trong những ma chi phong bạo kia đột nhiên cấp tốc tiêu tán mà khi một đạo ma chi phong bạo xa nhất tiêu tán đúng là có một đạo chật vật ma ảnh tản mát ra một tiêu ma khí trực tiếp là phá vỡ thượng cổ thánh địa không gian lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ nhanh chóng đối với cái này thượng cổ thánh địa bên ngoài không gian nhanh chóng trốn đi cái gì ngũ linh toàn ma không chết hơn nữa còn bị trốn tông chủ của sáu thế lực đại thần sắc mặt đại biến đều là vì sinh mệnh lực ngoan cường của ngũ linh toàn ma kia cảm thấy hoảng sợ tên kia bị hai vị chủ mẫu thần nguyên cung liên thủ công kích hơn nữa còn hai lần bị thương nặng lại có thể còn sót lại tính mạng hơn nữa đào tàu thật sự là làm bọn họ nghĩ cũng không dám tưởng tượng Khó trách ngay cả thượng cổ thánh địa chi chủ cũng không thể đánh chết đối phương, chỉ có thể giả thân phong ấn. Người này dĩ nhiên là cố ý thi triển chủ sáng màu đen cường đại kia, mượn nó ẩn nấp bản thân trong cơn bão ma, thành công tránh được cảm giác của Tô Âu Vi và Vũ Giao, dùng nó để tìm thời cơ trốn thoát khỏi nơi này. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Ngũ Linh toàn ma này lại xảo trá và quyết đoán như vậy, tâm cơ sâu thẳm, thật sự là sâu như vực. Những ma vật này thật đúng là khó chơi a, à, muốn đánh chết chỉ sợ cũng có chút khó khăn tô ấu vi cùng vũ sao hai người ngưng mắt nhìn ngũ linh toàn ma xuyên thủng không gian kia lập bẩm nói năm đó có thể thắng được thượng cổ thánh địa chi chủ tự nhiên là có bản lĩnh cường đại nhưng xem ra hôm nay sợ là không thể chém giết ma vật này hai vị đại nương các ngươi thật muốn cho ma vật kia chạy thoát a à. lúc này vũ hàm kia vội vàng thanh âm truyền ra vừa rồi chính mình còn thiếu chút nữa bị ma vật này làm trọng thương nếu không là tô ấu vi cùng vũ sao kịp thời xuất hiện sau đó sợ là cực kỳ nguy hiểm cho nên đối với những ma vật này vũ hàm cũng không có nửa điểm hảo cảm nghe được tiếng vũ hàm gọi khóe miệng tô ấu vi vào vũ giao hai nữ cũng hơi co rút sau đó tức giận nhìn vũ hàm một cái nói ma vật liều mạng chạy trốn nào có dễ dàng chặn lại như vậy lời này vừa nói ra những cường giả thần thế lực phía dưới kia đều là không tự chủ được thở dài một hơi sau đó nội tâm lại là gợn sóng phập phồng không nghĩ tới ngay cả hai vị chủ mẫu thần nguyên cung đồng thời ra tay cũng không thể đem chém giết để đích xác có chút ngoài ý muốn xem ra hôm nay ma vật này thật đúng là cho hắn thành công chạy thoát nhưng cũng theo ma vật kia thoát đi trong ánh mắt kính sợ, hai vị chủ mẫu của thần nguyên cung cũng bước nhanh, trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện trước mặt vũ hàm và bờ rộn nhỏ. người cô gái này liền biết tự mình chạy loạn, nếu không là cha người thăm dò được người sẽ đến thượng cổ thánh địa, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, trở về muốn đem người cầm túc. nhưng mà đối mặt với thần sắc như vậy của các nàng, vũ hàm vẫn cười hì, hì hì như trước, còn trực tiếp tiến lên ôm lấy cánh tay các nàng, bộ dáng không thèm để ý kia, khiến cho tô ấu vi cùng vũ giao chỉ bảo chỉ mấy hơi thở đó là hóa thành vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên đối với vị cô gái này phi thường yêu thương. Ta và ca còn không phải vì để cho mình có thể ở thượng cổ thánh địa thu được một ít thần khí bảo vật, để cho thực lực của mình tăng lên, ngày sau mới có thể cơ hội tiến vào thần nguyên cung cấm địa rèn luyện nha. Nghe vậy, hai vị làm mẹ tô ấu vi vũ giao lại vươn ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào đầu vũ hàm, sau đó lại nhìn về phía bờ ruộng nhỏ bên cạnh, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ đối với bờ ruộng nhỏ cùng vũ hàm cũng không có một chút biện pháp. Trượt, ánh mắt tô ấu vi và vũ giao chuyển sang tiêu viêm, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười tô ấu vi nhẹ giọng nói tiểu huynh đệ vừa rồi thật sự cảm ơn người lúc trước đã che chở cho tiểu độc và vũ hàm nghe vậy tiêu viêm cũng có chút xấu hổ gãi đầu nếu sớm biết tiểu độc huynh vũ hàm thì có hai vị mẫu thân cùng di nương nhìn chằm chằm nơi này hắn cũng không cần vẽ dán thêm chân nhìn thấy bộ dáng có chút xấu hổ của tiêu viêm vũ sao làm như biết được suy nghĩ trong lòng hắn sau đó nói bất quá đây cũng không phải là công lao vô dụng thời khắc vừa rồi mặc dù là chúng ta lập tức ra tay cũng không cách nào trong khoảnh khắc đem đạo thế công kiêng ngăn cản mà xuống lấy thực lực của bọn họ bây giờ quả quyết là ngăn không được một kích đáng sợ của mạc vật kia chỉ là cỗ lực lượng kỳ lạ trong cơ thể ngươi tựa hồ phi thường cường đại a theo ta suy tính cỗ lực lượng kia hẳn là còn không phải toàn bộ lực lượng nghe vậy tiêu viêm cũng tiếp tục gãi đầu lực lượng kỳ lạ mà hai vị chủ mẫu thần nguyên cung nói hẳn là phần thần cử hỏa trước mắt tiêu viêm chỉ hấp thu một đạo thần hỏa cho nên chỉ có thể thi triển ra lực lượng nhất hỏa trong phần thần cử hỏa nếu như ngày sau đem chín đạo thần hỏa tập hợp đủ như vậy có thể đạt được vô thượng thần lực trong phần thần cử hỏa đến lúc đó vẻn vẹn, vẹn vung tay áo lên có thể làm cho diệt thần phủ những này toàn ma cứ như vậy tại chỗ vẫn lạc chỉ bất quá tiêu viêm cách một bước kia vẫn là phi thường xa xôi ha ha đa tạ hai vị chủ mẫu thần nguyên cung cứu giúp lúc này người của thế lực lục đại thần đi tới trước mặt tổ ấu vi và vũ giao đều cực kỳ tôn kính chắp tay nói tác tổ ấu vi cùng vũ giao khoát tay ý bảo sau đó nói các vị tông chủ thế lực thần không cần nói cảm ơn, lần này ta cũng chỉ là cứu hai tử của ta mà thôi, thuận tay đánh lui mang vật kia vật thôi. Nghe thấy hai vị chủ mẫu thần nguyên cung trả lời, tông chủ của sáu vị thần thế lực kia cũng cười, nhưng cung kính đối với các nàng vẫn duy trì như cũ, dù sao bọn họ cũng là chủ mẫu của thần nguyên cung, thế lực siêu thần cử phách trong thần giới, chính là thê tử của vị thần giới đại trường kỳ nguyên tôn kia. Nếu như có thể làm một chút quan hệ với thần nguyên cung này, như vậy trực tiếp có thể làm cho thần thế lực hiện tại của bọn họ được lợi ích và lợi ích cực lớn. Bất quá bọn họ cũng biết, thần nguyên cung là tồn tại bực nào, muốn cùng hắn làm quan hệ, sợ là phi thường khó khăn. Nhưng là đối với những này các đại thần thế lực tông chủ mà nói, tuy rằng không có khả năng lắm, nhưng là vẻn vẹn ý nghĩ này ở trong đầu bọn họ lóe qua, cũng là làm người tinh thần đại chấn. Mà hai vị thần nguyên cung chủ mẫu trước mắt này, thực lực cũng là cực kỳ phi phàm, có thể trực tiếp đánh chạy ma vật cường đại này, cũng đủ để chứng minh thực lực của các nàng. Trong ba đại thần giới này, hầu như tất cả siêu thần thế lực đều tồn tại trong chư thần vạn giới, mà đối với những thần thế lực này mà nói, Chư thần vạn giới chính là nơi phát triển mà bọn họ hướng tới, đương nhiên cũng vô cùng hung hiểm. Mà có thể ở nơi hung hiểm kia cắm dễ sáng lập siêu thần thế lực, không có chỗ nào không phải là một phương siêu cấp thần trích. Cho nên muốn ở nơi đó sáng lập tân sinh thế lực, phải có được vũ trọng thiên vị thần thực lực mới có cơ hội. Nhưng mà nhân vật đại truyền kỳ như nguyên tôn ở trong toàn bộ thần giới có thể sánh vai cũng không nhiều. Dù sao thực lực của nguyên tôn có thể dùng sức một mình đối kháng toàn bộ thần trích liên minh, cho dù là chín đại phó minh chủ kia toàn bộ xuất động cũng không làm gì được nguyên tôn cũng chỉ có thể đánh lui, chiến tích như thế, lại bất bại loại trình độ khủng bố này. Xem ra lúc ấy Nguyên Tôn ở thần tàng bên trong, thu được đại đạo cơ duyên, trực tiếp làm hắn ở trong thần giới triệt để quật khởi, lên đỉnh thần giới đỉnh. Cũng chính là có cái này số một đại truyền kỳ sinh ra, mới triệt để cân bằng, hôm nay thần giới cục diện, bằng không thần trích liên minh kia đã sớm triệt để thống trị toàn bộ thần giới. Từ sau lần đó kiến thức được lực lượng đại đạo của Nguyên Tôn, cho dù liên minh thần trích của cự vô bá cũng phải thu liễm một tia, nhưng thu liễm thì thu liễm, liên minh thần trích sở dĩ có thể trở thành thế lực liên minh của cựu vô bá tự nhiên có nội tình và thế lực cực kỳ cường đại nếu hai bên thật sự không thoải mái thần trích liên minh cũng sẽ không e ngại thế lực siêu thần cự phách như thần nguyên cung mặc dù nói cá chết lưới rách là chuyện sau này nhưng một khi bước nóng nảy đều sẽ như thế cho nên hiện tại song phương vô hình hình thành cân bằng kiềm chế là trước mắt mà nói tốt nhất nếu như cân bằng kiềm chế này một khi bị phá như vậy toàn bộ thần giới sẽ phát sinh biến hóa nhưng trời lệch đất đương nhiên ngoại trừ thế lực siêu thần cự phách như thần nguyên cung còn có thế lực siêu thần nội tình phi phạm khác cũng đồng dạng cân bằng độc đại của thần trích liên minh mà tranh đấu sáng tối đều sẽ có chỉ là sẽ không gây ra động tính rất lớn tô tiền bối vũ tiền bối không nghĩ tới ngũ linh toàn ma cường đại như vậy cuối cùng vẫn chạy tiêu viêm nhìn hư không ngũ linh toàn ma vừa mới đảo tàu nếu không đánh chết có thể khiến diệt thần phủ tổn thất một gã toàn ma ha ha ngũ linh toàn ma này đích xác rất không đơn giản muốn bắt lấy đánh chết tuy rằng chúng ta làm được nhưng phải tốn một ít đại giới. Tô ấu mỉm cười, sau đó vũ sao cũng như hòa cười nói, ngũ linh toàn ma này ở trong diệt thần phủ, đều là chiến lược trung bình, đánh chết hắn, thật sự là có chút đau đầu, dù sao thực lực của hắn cũng không kém gì thế lực siêu thần của ngũ trọng thiên vị thần. Tiêu viêm nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, ma vật có thể so với ngũ trọng thiên vị thần, đều là đa tới một ít siêu thần thế lực trung kiên lực lượng. Trước mắt đối với tiêu viêm mà nói, diệt thần phủ về sau là một uy hiếp cực lớn. Diệt thần phủ này vốn thần bí quỷ dị, tiếp xúc với những ma vật này thần trích cũng là cực kỳ thưa thớt thế nhưng một khi tiếp xúc cơ hồ đều là hủy diệt tính đả kích bất quá vũ giao nói lời này ngữ khí lại là cực kỳ bình thản căn bản không thèm để ý diệt thần phủ có thể hay không đem các nàng thần nguyên cung bị tiêu diệt nhưng những thứ này cũng không phải phạm vi các nàng muốn cân nhắc dù sao thần nguyên cung là vị đại nhân vật thần giới nguyên tôn tọa chấn muốn tiêu diệt siêu thần cự phách thế lực thần nguyên cung sợ diệt thần phủ cũng phải suy nghĩ một chút đi tốt lắm nếu đã đem chuyện nơi này xử lý tiểu độc vũ hàm chúng ta cũng nên trở về lúc này tô ấu vi nhìn một chút mảnh này tàn tạ không chịu nổi không gian sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiểu độc vũ hàm hai người mỉm cười nói nghe vậy tiểu độc và vũ hàm cũng khẽ gật đầu vừa định nói lời tạm biệt với đám người tiêu viêm một giọng nói khiến tô ấu vi và vũ giao đều dao động truyền vào trong tai bọn họ ha ha không nghĩ tới các người hai vị nếu đều trở thành ta cái kia trung nguyên lão đệ ái thê a à. theo một câu nói này ở đây truyền ra cũng làm cho thân thể người ở đây cũng sửng sốt sau đó khi bọn họ nghe tính nhìn lại chỉ thấy một vị nam tử đứng ở cách đó không xa hắn phảng phất nhìn thấy lão bằng hữu quen thuộc năm đó mặt lộ vẻ kinh hỉ lại mang theo vẻ hoài niệm đối với lão bằng hữu những năm gần đây tô ấu vi và vũ giao cũng là người đầu tiên đem đôi mắt đẹp nhìn qua nhìn thấy ý tứ làm cho các nàng đều có chút mừng rỡ như điên đồng thời cảm nhận được trên người vị nam tử này có khí vận thao chi càng thêm làm cho người ta quen thuộc Nốt nuốt hai chữ vừa ra trong mắt nam tử kia đúng là đã có lệ nóng đảo quanh mà tô ấu vi cùng vũ giao cũng là như thế sau đó thôn thôn trực tiếp đi tới trước mặt tô ấu vi cùng võ giao ba người lướt mắt nhìn nhau vẫn là khuôn mặt quen thuộc năm đó vẫn là mùi vị năm đó trực tiếp làm cho bọn họ lúc này trở lại đủ loại hồi ức lúc trước còn ở thiên nguyên giới tuy rằng đã qua thật lâu thật lâu nhưng hôm nay khi ba người gặp nhau những hình ảnh năm đó đều rõ mồn một trước mắt ta cuối cùng cũng tìm được các ngươi năm đó sau khi các ngươi rời khỏi thiên nguyên giới cũng không có trở về hôm nay ta phi thăng đệ nhất đẳng cấp thế giới chính là vì tìm các ngươi còn có chu nguyên lão định cùng yêu yêu hiện tại thế nào sau khi ba người ôn chuyện một lát, Tô Ấu Vi Vũ Giao cũng cười vui vẻ, nói, chuyện này nói rất dài dòng, nếu không ngươi cùng chúng ta trở về, tự mình tìm bọn họ ôn chuyện. Thôn thôn lúc này chính là gật gật đầu, phi thăng đệ nhất đẳng cấp thế giới cũng liền một đoạn thời gian, lúc này cũng rốt cục tìm được Trung Nguyên cùng yêu yêu rơi xuống, còn gặp gỡ tử tiêu chi thần cùng vũ thần, thượng cổ thánh địa chuyến đi này, xem như đáng giá. Tiêu viêm cùng với các thế lực đại thần đều bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, bất quá tiêu viêm cũng vì thế mà cao hứng tìm được lão bằng hữu lúc trước, dưới khi thôn thôn cùng tô ấu vi cùng vũ giao nói chuyện phiếm cũng là biết được chuyện thiên nguyên giới trước đây thiếu chút nữa bị tiên thiên thần hủy diệt bất quá cũng may tiêu viêm biểu hiện ra lực lượng cường đại mới đem tiên thiên thần triệt để gạt bỏ mới làm cho thiên nguyên giới lần thứ hai khôi phục lại hòa bình sau đó tô ấu vi vũ giao cùng thôn thôn ba người đều là đem ánh mắt cảm kích hướng về phía tiêu viêm sau đó ba người chậm rãi đi tới trước người tiêu viêm mỉm cười nói tiểu huynh đệ quả nhiên không đơn giản vừa rồi ta từ thôn thôn nơi đó đã hiểu qua một ít tin tức lúc này đây thiên nguyên giới nguy cơ thật đúng là phi thường cảm tạ ngươi xuất thủ, giúp chúng ta đánh chết tiền thiên thần, vì tỏ vẻ đáp tạ, cho ngươi một khối thiên nguyên lệnh thần nguyên cung chúng ta. Nói xong tố ấu vươn cánh tay trắng nõn tinh tế của nàng ra, ở trên bàn tay lơ lửng một vật màu vàng, nhìn kỹ đúng là một đạo hình dạng rồng màu vàng tinh xảo, hơn nữa ở trên đó tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ đặc thù, làm người ta sinh lòng kiêng kỵ. Chỉ riêng thiên nguyên lệnh của thần nguyên cung cũng có lực lượng cường đại như vậy, ngay cả thực lực của ba vị thần đứng đầu các thế lực đại thần cũng cảm nhận được một lực lượng đặc thù cực kỳ cường đại. Thiên nguyên lệnh, khi tiêu viêm tiếp nhận vật hình rồng màu vàng này có lực lượng đặc thù xông thẳng vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt khiến thần lực bản thân tiêu viêm trở nên tinh thuần hơn một chút mà những kia các đại thần thế lực tông chủ nhìn thấy vật này đều là ánh mắt lộ vẻ hâm mộ nhưng là bọn họ thật sâu biết được vật này bảo vật sợ là không có duyên với bọn họ bất quá nội tâm bọn họ lại nghĩ từ từ đến từ thế giới đẳng cấp thứ ba này thật đúng là may mắn à lại trực tiếp cùng thần nguyên cung đều kéo lên một ít quan hệ muốn nơi này bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt hâm mộ ghen tị hận tiểu huynh đệ thiên nguyên lệnh này chính là chúng ta thần nguyên cung 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 chủ luyện chế một kiện bảo vật đặc thù trong đó có một ít khí vận chi đạo nếu như người có thể ở trong đó lĩnh ngộ đối với ngươi ngày sau tại thần chi lộ tu luyện có thể đưa tới phi thường trọng yếu mấu chốt người tu luyện chính là hỏa đạo mà nếu như gia nhập khí vận chi đạo cùng nhau tu luyện cùng lĩnh ngộ đạo nghĩa pháp tắc nhất định có thể có đột phá lớn hơn nữa sau khi nghe tô ấu vi nói tiêu viêm cũng có chút bị chấn động dù sao hắn có thể thấy qua khí vận chi lực khí vận lực lượng cực kỳ đặc thù không giống với thần chi lực lượng nhưng uy lực vô cùng vô tận, cũng có thể xem như một đại cơ duyên. Đối với bảo vật đặc thù như vậy, tiêu viêm tự nhiên sẽ không ngốc đến nói không cần, dù sao sau khi mình phi thăng đệ nhất đẳng cấp thế giới, cần càng nhiều tài nguyên thần chi để cho mình ở trên con đường thần chi đi xa hơn, mới có cơ hội trở thành siêu cấp thần trích, hướng thần giới càng cao, nhìn xuống hết thảy sinh linh. Vậy đa tạ tô tiền bối, vũ tiền bối còn có thôn thôn tiền bối, tiêu viêm thu hồi thiên nguyên lệnh trong tay, lần thứ hai chấp tay cảm tạ ba người trước mắt. Tô ấu vi và vũ giao hai người cũng hài lòng gật đầu, sau đó quét mắt nhìn một vòng thiên địa này, lại nói, lúc trước thượng cổ thánh địa chi chủ, bằng vào hai đạo thần khí, thượng cổ chấn ma tháp và chư long kiếm, cùng với phương pháp đại thần kỹ cổ thông hóa linh trận, mới phong ấn ngũ linh toàn mà mấy trăm vạn năm, hẳn là để lại ba đạo thần hồn ấn ký. Bây giờ chỉ có hai đạo thần hồn ấn ký tiêu tán, như vậy nơi này nhất định còn có một đạo thần hồn ấn ký. Tiêu viêm cùng với các thế lực đại thần bên cạnh nghe vậy, trong lòng đều là không nhịn được chấn động, nghe các nàng trong lời nói ý tứ là thượng cổ thánh chủ còn có một đạo thần hồn ấn ký lưu lại nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của đám người tiêu viêm tô ấu vi vũ giao liếc mắt nhìn nhau nói thượng cổ thánh chủ đích xác ở trận đại chiến kia hạ thân vẫn nhưng ở cuối cùng lưu lại ba đạo thần hồn ấn ký ở trong thánh địa thượng cổ sau đó các nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía kia đạo cổ thông hóa linh trận trận pháp tuy rằng lúc này trận pháp đã gặp tổn hại nhưng là vẫn có yếu ấp trận pháp khí thức đang phát tán lúc ấy bọn họ mới vừa tiến vào nhìn thấy một đạo to lớn ma thú màu đen hài cốt bên trong liền có một đạo thượng cổ thánh chủ cuối cùng một đạo ấn ký. Chẳng lẽ hài cốt màu đen của ma thú kia cũng lưu lại ấn ký thần hồn của thánh chủ thượng cổ sao? Tiêu Viêm nhìn thấy tầm mắt của Tô Ấu Vi và Vũ sao, lúc này có chút kinh ngạc. Theo lời nói vừa dứt, cánh tay tinh tế trắng loãn của hai vị chủ mẫu thần nguyên cung vung lên, nhất thời có hai cỗ quang mang một tím một đỏ bắn ra, trực tiếp bao phủ hài cốt màu đen của ma thú. Rất nhanh hài cốt ma thú khổng lồ kia trực tiếp bị quang mang kỳ dị này hòa tan, sau khi bị hòa tan hoàn toàn cuối cùng hóa thành một đạo quang ảnh đạo quang ảnh kia một thân áo bào trắng khí độ tiêu sái mà thong dong trong lúc mơ hồ lại là có một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung tản mát ra cùng hai đạo thượng cổ thánh chủ gặp phải lưu lại thần hồn giống nhau như đúc thượng cổ thánh chủ đúng là lại xuất hiện không nghĩ tới năm đó ta xả thân phong ấn ma vật như trước chưa từng đem hoàn toàn gạt bỏ ngược lại còn muốn mấy trăm vạn năm sau hậu nhân tương trợ thật sự là có chút hổ thẹn à thượng cổ thánh chủ áo bào trắng bồng bềnh hiển nhiên vừa mới lần này chiến đấu hắn đã biết được thượng cổ thánh chủ nhìn mọi người ánh mắt hắn quét qua đám người tô ấu vi vũ giao và tiêu viêm nói năm đó thượng cổ thánh chủ ta sáng lập thế lực siêu thần thượng cổ thánh địa phong sinh thủy khởi chỉ là trong lúc vô tình trêu chọc diệt thần phủ lại trong một đêm cũng bị đối phương tiêu diệt rất nhiều cường giả thần chỉ trong thượng cổ thánh địa nhao nhao ngã xuống từ nay về sau thế lực siêu thần của thượng cổ thánh địa ta cũng vĩnh viễn biến mất trong thần giới thù hận như thế ta hận không thể muốn giết sạch diệt thần phủ nhưng ta lại không có năng lực như vậy, mà hôm nay, chỉ là làm ta không nghĩ tới chính là, mấy trăm vạn năm sau, lại sinh ra nhân vật ưu tú như thế xuất hiện, lại có thể đánh chạy ma vật làm ta cũng không thể chém giết kia. Cho nên trước đây ta đã nói với chư vị, thần khí bảo vật cùng truyền thừa của thượng cổ thánh địa đều có thể dựa vào cơ duyên thu hoạch, nhưng nếu ngày sau cường đại lên, nhất định phải báo thù cho vong hồn của rất nhiều cường giả thần trích ở thượng cổ thánh địa. Tuy nói hôm nay thượng cổ thánh chủ vẹn vẹn chỉ là một đạo lưu lại thần hồn, nhưng dù sao hắn cũng đã từng là một gã ngũ trọng thiên vị thần, thực lực cùng nhãn lực tự nhiên phi phàm. Nhưng khi nhìn thấy Tô Ấu Vi và Vũ Giao hai vị chủ mẫu của thần nguyên cung, dựa theo dò xét của hắn, cho dù là thời kỳ hắn toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể thắng được hai nữ nhân trước mắt, dù sao trong lúc hai nữ nhân này đối kháng với ma vật kia, đã thi triển ra lực lượng cường đại khiến hắn kinh kỵ. Bất quá đối với cái này, hiện tại trong thời đại, có cường đại như thế siêu cấp thần trích, cũng là có chút vui mừng. Thượng cổ thánh chủ nhìn đám người Tô Ấu Vi và Vũ Giao một cái, chợt cười cười, ánh mắt chuyển hướng về phía thân ảnh tiêu viêm, đồng dạng cũng có vẻ vui mừng nồng đậm hiện ra. Tiêu viêm tiểu hữu, cỗ lực lượng trong cơ thể ngươi, thật sự là làm cho ta hâm mộ không thôi, còn thu phục một đạo thần hỏa, đủ để kinh sợ bát phương, nhớ năm đó ta cũng đi tìm kiếm thần hỏa, chỉ có điều lực lượng thần hỏa kia quá mức khủng bố, cuối cùng không thể đắc thủ, xem ra ngươi đối với hỏa đạo lĩnh ngộ trình độ cao thâm hơn ta nhiều. Đâu có đâu có, vãn bối cũng chỉ là vận khí tốt thôi, tiêu viêm cũng chấp tay khiêm tốn nói. Thượng cổ thánh chủ thì là hướng về phía tiêu viêm mỉm cười, sau đó vươn một tay đối với cách đó không xa trên mặt đất cắm chư long kiếm một trào chính là có một đạo kiếm quang gào thét mà đến kiếm quang tiêu tán sau thượng cổ thánh chủ trong tay dĩ nhiên nắm chư long kiếm sau đó nhìn tiêu viêm khẽ cười nói lúc trước thanh chư long kiếm này là ta lấy được trong một di tích của vạn thú thần giới bây giờ thấy ngươi có chút cơ duyên với ta ta liền tặng thanh chư long kiếm này cho ngươi nói xong thượng cổ thánh chủ liền đem chư long kiếm trong tay ném cho tiêu viêm người sau cũng là thuận tay tiếp được sau đó một đạo kiếm quang từ trên thân kiếm trượt lóe lên tàn mát ra kiếm khí đáng sợ, trừ long kiếm này chính là 72 đại thần khí xếp hạng thứ 9, có được lực lượng vô cùng đáng sợ. Trước đây Bạch Thán đến đây chính là vì tìm được trừ long kiếm, mới có thể hóa giải nguy cơ tổ long tộc hiện giờ vạn thú thần giới. Mà hiện tại xem ra cũng đích xác như thế, trừ long kiếm không chỉ có lực lượng đáng sợ, đồng thời còn có kỳ hiệu có thể áp chế huyết mạch vạn thú, đặc biệt là nhằm vào những long tộc trong vạn thú thần giới có huyết mạch áp chế càng thêm rõ ràng. Vạn bối may mắn lấy được vật tiền bối lưu lại, ngày sau nếu có thể trở thành một phương siêu cấp thần trích, đại ân tất không dám quên. Trước đây không chỉ có thu được vị thiên vị thần tứ trọng truyền thừa kia, sau đó lại thu được hai đạo thần khí thượng cổ thánh chủ ký thác, đây đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, tiêu viêm là may mắn nhất, đúng là thu được thượng cổ thánh chủ nhiều thần khí bảo vật như vậy. Thượng cổ thánh chủ thấy thế, trong ánh mắt có một đạo hào quang lưu truyền, nói, không biết ngươi đối với đạo đại thần kỹ kia của ta có hứng thú hay không. Đại thần kỹ, tiêu viêm cũng ngẩn người, chẳng lẽ là cổ thông hóa linh trận, thượng cổ thánh chủ muốn ký thác tất cả kỹ năng của hắn sao? đại thần kỹ như thế có thể phong ấn một ma vật thực lực ngũ trọng thiên vị thần tự nhiên mọi người đều muốn đạt được nhưng cổ thông hóa linh trận chỉ có một người có thể tập được đó chính là người thừa kế tiêu viêm được thượng cổ thánh chủ trọng chúng mà ở đây những đại thần thế lực người đều là đối với tiêu viêm ném đi hâm mộ ghen tị ánh mắt người này vận khí thật sự quá tốt trực tiếp đạt được thượng cổ thánh chủ hai đại thần khí không nói còn có một đạo đại thần kỹ mặc dù nói đây là nhằm vào phong ấn nhưng uy lực của nó vô cùng to lớn nếu không cũng không thể phong ấn một ma vật cường đại như vậy mấy trăm vạn năm mà đạo đại thần kỹ này coi như là hiện giờ những thứ này top 10 thần thế lực đều chưa từng có, bởi vì đại thần kỹ chỉ có siêu thần thế lực nội tình mới có thể đạt được cường đại như thế đại thần kỹ, về phần tuyệt thế thần kỹ, vậy thì càng không cần nhiều, chỉ sợ một ít siêu thần thế lực cũng không tồn tại tuyệt thế thần kỹ bực này công pháp. Mà đối với tiêu viêm mà nói, thượng cổ thánh chủ những thứ này rất nhiều truyền thừa bí bảo, tự nhiên cũng sẽ nhiều ít có thèm nhỏ rãi. Lần này hắn đi theo bờ dụ nhỏ Vũ Hàm cùng với Tổ Long tộc Bạch Hán cùng nhau đi tới Thượng Cổ Thánh Địa này hành trình, thu được nhiều như vậy thần khí trí bảo, tự nhiên là phi thường thỏa mãn. Đây cũng là một kiện thiên đại cơ duyên, nếu là thật thu được một đạo đại thần kỹ cổ thông hóa linh trận, sau này, nếu như gặp phải một ít cường địch, tự nhiên cũng là có thể nhiều một ít cường địch áp chủ bài, đạt tới suốt kỳ bất ý hiệu quả. Mà dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo thần trích, tiêu viêm cũng không ra vẻ ra mồm cãi láo, lúc này gật gật đầu, nói, vãn bối cũng đã sớm nghe nói qua đạo đại thần kỹ cổ thông hóa linh trận của tiền bối, uy năng vô cùng cường đại đến cực điểm, hôm nay vãn bối may mắn đạt được, cực kỳ cảm tạ. Tô ấu vi cùng đám người vũ giao ở một bên thấy thế, cũng khẽ cười cười, nhìn thấy tiêu viêm cũng không già mồm cãi láo, ngược lại có vẻ chân tình, vì thế cảm thấy thưởng thức. Phải biết rằng, đại thần kỹ như thế, ngay cả những nhân vật cấp bậc tông chủ trước mắt thập thần thế lực này, cũng phải nhiệt tình động tâm, uống chi tiêu viêm của danh sách thần thứ ba hiện nay. Ha ha, tốt lắm, tiểu bối ngươi thật làm cho lão phu thích, thượng cổ thánh chủ cũng cười gật đầu, hiển nhiên đối với câu trả lời của tiêu viêm có chút hài lòng ngày sau người có thể tu thành đạo đại thần kỹ này về sau cũng là một cái cường đại át chủ bài đối với người tương lai con đường tu luyện có ưu thế cực lớn nghe được thượng cổ thánh chủ nói thế coi như là lấy tiêu viêm tâm tính cũng là nhịn không được nổi lên một vòng kích động vẻ sau đó cũng không nhiều lời trực tiếp trịnh trọng đối với thượng cổ thánh chủ hành lễ tô ấu vi cùng vũ giao hai vị thần nguyên cung chủ mẫu nhìn thấy thượng cổ thánh chủ đem đại thần kỹ cổ thông hóa linh trận truyền cho mục tiêu viêm cũng khẽ mỉm cười đối với người sau hai vị các nàng cũng là có chút thưởng thức cùng hài lòng nhìn cô gái đến từ nhà cùng bờ ruộng nhỏ hai người thước người ngược lại cũng có ánh mắt không tệ Hú hồ lúc này đây các nàng đi ra cũng là muốn gặp nguyên tôn trong miệng theo như lời vị kia bắt phàm nam từ trẻ tuổi hôm nay vừa thấy đích thật là có cường đại thiên phú cùng lực lượng có lẽ tiêu viêm ở tương lai có thể ở đệ nhất đẳng cấp thế giới xông ra một ít thanh danh cũng nói không chừng chỉ là đây hết thảy trước mắt còn nói không chính xác chỉ có thời gian mới có thể nói cho các nàng đáp án này được rồi nếu chuyện ở đây đã giải quyết chúng ta cũng không ở lại nữa tô ấu vi và vũ do đồng thời nói thượng cổ thánh chủ cũng là đối với hai vị thần nguyên cung chủ mẫu ông quyền nói diệt thần phủ những ma vật kia cực kỳ cường đại hơn nữa bọn họ tự hồ ở trong đại trụ tìm thứ gì đó lúc này đây để cho ngũ linh toàn ma chạy trốn sợ là còn có thể tạt tâm không chết ngày sau mong rằng hai vị cùng với thần nguyên cung chú ý nhiều hơn nghe vậy thần xác tô ấu vi và vũ giao nhị nữ cũng trở nên nghiêm nghị sau đó khẽ gật đầu đối với diệt thần phủ này các nàng cũng ở trong miệng nguyên tôn nghe nói một ít tin tức về thế lực thần bí này đích thật là một kình địch phi thường khó chơi hôm nay thần nguyên cung chính là một đạo siêu thần cựu phách thế lực tự nhiên là sẽ tùy thời chú ý cuối cùng tô ấu vi cùng vũ hàm tầm mắt chuyển hướng tiêu viêm mỉm cười nói tiểu huynh đệ cảm ơn người lúc trước xuất thủ cứu giúp tiểu cô nương cùng tiểu lúng hai người ngày sau nếu là gặp phải khó khăn gì cần chúng ta thần nguyên cung tương trợ có thể trực tiếp tới chư thần vạn giới thần châu chi địa tìm chúng ta nghe vậy tiêu viêm ôm quyền thi lễ với tô ấu vi và vũ giao en hộ chỉ của hai vị tiền bối vãn bối không dám quên với sự thông minh của tiêu viêm sao lại không biết tô ấu vi và vũ sao đang cho hắn một phần lực bảo vệ dù sao trên con đường thần thánh này cần vượt mọi chung ngai gian nan trùng trùng kiếp nạn rất nhiều coi như là thần chi kiêu tử cũng là ở trên con đường thần này chết non vẫn lạc mà tô ấu vi cùng vũ sao rõ ràng là có ý tiếp tài không muốn thấy tiêu viêm ngày sau ở trong con đường thần này bởi vì vẫn lạc lúc này mới giúp đỡ phần ân tình này không thể nói là không nhẹ tô ấu vi cùng vũ sao hiển nhiên là không nghĩ tới tiêu viêm có thể biết được thâm ý của các nàng lúc này nhìn nhau cười một cái tiểu bối này thật đúng là linh lung long lành nghĩ đến ngày sau, tất sẽ bất phàm. Tiêu viêm đệ đệ, có cơ hội tới thần nguyên cung tìm chúng ta nha, chúng ta nơi đó có cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện, đối với thực lực của người tăng lên có thể có trợ giúp rõ ràng. Vũ Hàm ở một bên có chút không nỡ nói, tự nhiên lúc này đây thượng cổ thánh địa hành trình đã kết thúc, nàng cùng bờ độ nhỏ cũng đều phải trở về, dù sao đi ra cũng có một đoạn thời gian rất dài. Tiêu viêm đệ đệ, lần này chúng ta trở về, chính là muốn đi vào trong cung cấm địa, bắt đầu ở trong đó cường giả lịch lãm, chuẩn bị muốn hướng tam trọng thiên vị thần lĩnh vực đột phá lần sau chúng ta gặp lại lúc ngươi cũng trở nên bị so sánh đi xuống tiêu viêm huynh đệ chúng ta tử biệt như vậy hy vọng ngươi có thể ở đệ nhất đẳng cấp trong thế giới xông ra một mảnh tân thiên địa tiêu viêm cũng chắp tay cười gật đầu nói thôn thôn tiền bối các ngươi bảo trọng ngày sau có cơ hội ta cũng sẽ đi thần nguyên cung tìm các ngươi chư vị bảo trọng sau khi đoàn người tạm biệt nhau xong tô ấu vi và võ giao không ở lại lâu nữa mang theo bộ ruộng nhỏ vũ hàm và thôn thôn trực tiếp xé gió bay lên bầu trời thượng cổ thánh thành trong nháy mắt đã biến mất trong thượng cổ thánh địa tiêu viêm nhìn mấy người tô ấu vi cùng võ giao tiêu sái mà đi đối với thực lực cùng khí độ cường đại của bọn họ cũng cảm thấy hướng tới đây mới thật sự là cường giả cái thế thần trích đồng dạng cũng có hứng thú càng thêm nồng đậm đối với vị cung chủ thần bí nguyên tôn của thần nguyên cung kia đã từng thiên nguyên giới mạnh nhất tri thần hôm nay đã là trở thành vạn giới thần châu đại truyền kỳ tiêu viêm trong lòng nỉ non một tiếng trong mắt tràn ngập vĩnh viễn không lùi bước kinh mang đối với càng cường đại thần lực khát vọng cũng là càng rõ ràng. Một ngày nào đó, tiêu viêm hắn cũng phải đạt tới độ cao như nguyên tôn, lên đỉnh thần giới. Mà nhìn người của thần nguyên cung rời đi, thượng cổ thánh chủ cũng vui mừng cười, trong thần giới có thể sinh ra hạng người kinh diễm tuyệt luân như thế, thật sự là một chuyện tốt, nói vậy nhất định có thể phục hưng thần giới. Sau đó quay đầu nhìn về phía tiêu viêm, nói, đại thần kỹ cổ thông hóa linh trận, cần lấy thần lực quán đỉnh tương truyền, như thế ngươi không chỉ có thể đạt được phương pháp tu luyện trong đó, còn có thể đạt được rất nhiều kinh nghiệm tu luyện của ta, như vậy cũng có thể trong thời gian nhanh nhất tu thành cổ thông hóa linh trận. Loại phương pháp lấy thần lực quán đỉnh này đối với Tiêu Viêm mà nói cũng có lợi, nhưng kể từ đó, đối với người thi triển quán đỉnh lại có tổn thương cực lớn. Nhưng đối với thượng cổ thánh chủ hiện tại đã ngã xuống mà nói, loại tổn thương này hiển nhiên cũng không phải quan tâm như vậy, đối với Tiêu Viêm trong lòng cũng là có chút cảm kích cần gật đầu. Bất quá muốn đem cổ thông hóa linh trận phong ấn lực thi triển đến cực hạn, ta đề nghị ngươi sau khi đột phá thiên vị thần sẽ sử dụng, bằng không lấy người hiện tại thứ ba danh sách thần lực, là không cách nào triệt để thúc giục cổ thông hóa linh trận, thậm chí còn có thể bị phong ấn lực trong đó cắn trả tổn thương. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là ám cảm rung động, không nghĩ tới muốn thi triển đại thần kỹ toàn bộ uy lực, nhất định phải đạt tới thiên vị thần các loại lĩnh vực mới được. Bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói cũng không quá sốt ruột thi triển đạo đại thần kỹ này, dù sao lúc trước thượng cổ thánh chủ có thể lấy đạo đại thần kỹ này phong ấn có thể so với ma vật ngũ trọng thiên vị thần, tự nhiên có thể biết được uy lực cường đại của đại thần kỹ này. Khó trách lúc trước thượng cổ thánh chủ có thể bằng vào đạo đại thần kỹ này, chống lại rất nhiều ma vật phong ấn diệt thần phủ, trận chiến này cũng coi như là một trận chiến phong thần. Bất quá hiện tại tiêu viêm mặc dù ở vào trình tự thần thứ ba, khoảng cách thiên vị thần còn có vài bước, nếu như là đối với thư tử của các thần khác có lẽ cần thời gian phi thường lâu, mà đối với tiêu viêm mà nói thì hoàn toàn chiếm ưu thế cực lớn. Bởi vì thân mang phần thần quyết, có thể thôn vệ chín đại thần hòa trong đại trụ, dùng cái này luyện hóa hấp thu hỏa thần bản nguyên trong thần hòa, tăng lên tu vi thần lực của mình, so với những người tu luyện tu luyện thần nguyên khí mà nói, trói buộc tăng lên tu vi thần lực quả thực là có chút biến thái. Nếu như không có thần pháp biến thái như phần thần quyết, mặc dù tiêu viêm có lòng tin rất lớn đối với thiên phú của bản thân, theo hắn phỏng chừng nếu tu luyện bình thường, hắn muốn đột phá cũng phải cần thời gian thật lâu mới có thể đột phá đến thiên vị thần. Nhưng có phần thần quyết như vậy liền như hổ thêm cánh, bất quá nhất định phải tìm được thần hỏa mới có thể tăng nhanh thực lực bản thân. Mà đạo thần hỏa tiếp theo, tiêu viêm đã sớm tập trung vạn thú thần giới. thượng cổ thánh chủ nhìn được tiêu viêm thần sắc cũng là nhàn nhạt, nhạt cười nói ngươi nếu là người thừa kế của ta, ta đây tự nhiên là sẽ vì ngươi tranh thủ cơ duyên lớn nhất. Ngươi thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa nội tình hùng hậu, thần lực vững chắc, trong cơ thể còn có kỳ lạ lực lượng, ta hiện tại liền vì ngươi quán đỉnh, trợ ngươi hoàn thành đối với ta đạo đại thần kỹ lĩnh ngộ tu luyện, chuẩn bị xong chưa? Vãn bối, chuẩn bị xong rồi, tiêu viêm lúc này lên tiếng. Sau một khắc, thượng cổ thánh chủ bấm ngón tay bắn ra, trên hai ngón tay, lóe ra vô tận thần quang, giống như là tràn ngập thần tính, có bừng bừng sinh cơ chi khí một đạo trùng sáng thì là toán vật tiêu viêm mi gian bên trong rất nhanh đạo thần quang này từ mi tâm tiêu viêm khuếch tán ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể mà tiêu viêm thân thể cũng là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên hắn cảm giác được một cỗ khổng lồ như ngôi sao giống như tin tức đang điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn bởi vì cỗ tin tức khổng lồ kia cơ hồ là thiếu chút nữa trong nháy mắt làm cho đầu óc của hắn nổ tung bất quá cũng may ý chí lực của tiêu viêm cực kỳ cứng cỏi mới cứng rắn chịu điệp được trong đầu đau nhức đột nhiên có thần quang ngưng tụ lại trong thần quang có từng chữ lặng lẽ thành hình cổ thông hóa linh trận thần quang chi tự ngưng tụ lại tán ngay sau đó chính là tâm quyết huyền diệu kia chảy xuôi mà qua hơn nữa trong đó còn có đại lượng kinh nghiệm cùng cảm ngộ của thượng cổ thánh chủ khi tu luyện tâm tiêu viêm cơ hồ là trong khoảnh khắc liền chìm vào trong tâm quyết cùng cảm ngộ huyền diệu kia đại thần kỹ huyền diệu như thế quả thực là hắn chưa bao giờ nhìn thấy đại thần kỹ như thế yêu cầu đối với thiên phú cực kỳ hà khắc nhưng may mà thiên phú của bản thân tiêu viêm cũng là cực kỳ biến thái hơn nữa cổ thánh chủ lấy thần lực quán đỉnh, kèm theo cảm ngộ cả đời. Nếu không, mặc dù lấy thiên phú của tiêu viêm cũng không thể phỏng đoán ra trong thời gian ngắn. Mà hôm nay, mượn thượng cổ thánh chủ cảm ngộ, hắn giống như là chiếm được tốt nhất chỉ dẫn, những kia rất nhiều không cách nào lĩnh ngộ huyền dự điểm, cũng là có một loại cảm giác hiểu ra. Điều này làm cho tiêu viêm cũng có chút may mắn, nếu không phải thượng cổ thánh chủ nguyện ý lấy thần lực quán đỉnh, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ coi như là chiếm được đạo đại thần kỹ này đem tu luyện cũng ít nhất phải tiêu hao thời gian rất dài trước đây chính mình thu được cái kia thiên ảnh quý nhất xích, bây giờ cũng còn không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ có thể thi triển ra 600 đạo xích ảnh, nếu như đem toàn bộ lĩnh ngộ, còn cần một ít thời gian. Ngay sau đó Tiêu Viêm đắm chìm trong cảm ngộ cổ thông hóa linh trận huyền diệu, phảng phất không biết thời gian trôi qua, trói mắt, tựa hồ là rất nhiều năm tháng đã qua. Với thực lực của ngươi bây giờ, chỉ có thể cảm ngộ được huyền diệu của cổ thông hóa linh trận, còn không thể chân chính tu luyện mà thành, cho nên không cần vào lúc này tiêu hao quá nhiều tâm lực, hết thầy đều cần chờ ngày sau ngươi đột phá lĩnh vực thiên vị thần mới có thể phát huy tác dụng chân chính mà ngay khi tiêu viêm đắm chìm khó có thể tự kiềm chế đột nhiên có một đạo thanh âm vang dội trong đầu trực tiếp đánh thức tiêu viêm hai mắt cũng đột nhiên mở ra lúc này đầu óc tiêu viêm nhanh chóng thanh minh cảm ngộ đạo đại thần kỹ khổng lồ này cũng âm thầm hoảng sợ thật đúng là không hổ là đại thần kỹ lúc này mới vẻn vẹn chỉ là cảm ngộ một chút liền thiếu chút nữa để cho hắn mất đi bản tâm khó có thể tự khống chế nếu không phải thượng cổ thánh chủ kịp thời nhắc nhở chỉ sợ chính hắn cũng không biết phải ở thời gian này sông dài bên trong đám chìm bao lâu mới có thể đi ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiêu viêm cảm tạ nói. Ha ha, truyền thừa cùng thần khí bảo vật trong thượng cổ thánh địa cũng đều thiếu chút nữa bị các người toàn bộ quét sạch, như vậy ta cũng nên triệt để tiêu tán cùng trong thiên địa này. Thượng cổ thánh chủ mỉm cười, sau đó ánh mắt quét về phía những thần thế lực ở đây. Tiểu bối, ngày sau nhất định vì ta thượng cổ thánh địa báo thủ nói xong câu cuối cùng thời điểm, thượng cổ thánh chủ đạo thân ảnh kia bắt đầu trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành vô số đạo điểm sáng, biến mất ở trong thiên địa này. Tiêu Viêm nhìn thượng cổ thánh chủ tiêu tán mà đi, không nói gì, không khí nặng nề áp lực, qua hồi lâu sau, không khí nặng nề kia mới thu liễm lại, sau đó hắn nhìn Bạch Thán cách đó không xa, nói: "Bạch Thán huynh, chúng ta cũng đi thôi." Bạch Thán thì gật đầu, hồi đáp: "Được, nếu Trừ Long kiếm đã đạt được, như vậy tộc ta coi như được cứu rồi." Hắn thân là người của tổ Long tộc, tự nhiên biết được tổ Long tộc bọn họ gặp phải trong vạn thú thần giới, năm đó tổ long tộc kia tung tích không rõ làm cho tổ long tộc quần long mất đầu những ngày kế tiếp đều bị rất nhiều người dã tâm bừng bừng của thành thú tộc theo dõi một khi loại bỏ tổ long tộc ba đại thần thú tộc bọn họ chắc chắn dựa thế thay thế ba đại thần thú tộc của tổ long tộc hơn nữa những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu là thần long tộc kia đối với tổ long tộc uy áp mới là làm cho tổ long tộc kiêng kỵ nhất không thôi cho nên lúc này đây thở dài chính là vì tìm được chư long kiếm ngăn chặn thần long tộc cùng với các thần thú tộc khác có chư long kiếm có thể đạt tới tạm thời áp chế huyết mạch thần thú trong vạn thú thần giới. Huống hồ, lần này ngoại trừ Trư Long kiếm ra, còn có người thừa kế có huyết mạch Tổ Long Tiêu Viêm, kể từ đó, Tổ Long tộc bọn họ nhất định sẽ quật khởi lần nữa, đạt tới thời kỳ đỉnh cao, đến lúc đó coi như là thần long tộc cũng không dám kiêu ngạo như bây giờ. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là cuối cùng nhìn một chút phiến thiên địa này, đã từng nơi này chính là một phương siêu thần thế lực địa vực, nhưng mà bây giờ biến thành tàn phá không chịu nổi không gian, theo thời gian trôi qua, nơi này sợ là sẽ bị người chậm rãi quên lãng sau khi cảm khái một phen tiêu viêm cùng với bạch thán hai người nhìn về phía chân trời sau đó đối với một mảnh không gian trước mắt mình cánh tay vung lên nhất thời không gian nơi này trực tiếp bị xé rách ra một khe hở không gian chính là xuất hiện ở trước người hai người kế tiếp tiêu viêm muốn đi địa phương kế tiếp chính là vạn thú thần giới vạn thú thần giới ta tới rồi trong lòng tiêu viêm nỉ non một tiếng bất quá từ nơi này đi tới vạn thú thần giới cần tốn thời gian hai tháng khoảng cách vẫn là có chút xa xôi mà lần này tiêu viêm ở trong thượng cổ thánh địa đạt được rất nhiều thần khí bảo vật cùng với truyền thừa như thế, có thể nói là đại thu hoạch a, à, có thể nói, hành trình thượng cổ thánh địa lần này, tiêu viêm chính là người tốt nhất đạt được bảo vật. Lấy được truyền thừa của tứ trọng thiên vị thần, tuy rằng tiêu viêm còn chưa xem xét, đó đến tột cùng là truyền thừa cường đại gì, nhưng dựa theo tính toán, khẳng định cũng là tinh túy của vị thiên vị thần tứ trọng kia. Trên người lại mang 72 đại thần khí xếp hạng top 10 thượng cổ chấn ma tháp cùng trừ long kiếm, cùng với một đạo cảm ngộ đại thần kỹ, làm cho người của các đại thần thế lực đều hâm mộ ghen tị không thôi. Tiêu Viêm cùng Bạch Thán nhìn khe nứt không gian trước mắt, trực tiếp bước vào trong đó, theo thân ảnh hai người bọn họ biến mất ở khe nứt không gian, khe nứt không gian kia cũng dần dần tiêu tán mà đi. Nhìn Tiêu Viêm rời đi, các thế lực đại thần cũng cảm thán, kỳ thật bọn họ rất muốn đi trên người Tiêu Viêm cướp đoạt những thần khí bảo vật này truyền thừa, nhưng là trải qua lần này thượng cổ thánh địa sau trận chiến, bọn họ cũng phát hiện người này không đơn giản, thiên phú này càng là không thể nghi ngờ trước đây lại cùng thần nguyên cung người cũng có một ít quan hệ, sợ là ngày sau tiểu tử này dù sao sẽ trở thành đệ nhất đẳng cấp trong thế giới người nổi bật. Đặc biệt là tiêu viêm còn thu phục một đạo thần hỏa, cùng với cỗ lực lượng thần bí kỳ lạ trong cơ thể, đang cho hắn một ít thời gian trưởng thành, hẳn là rất nhanh có thể đột phá thần cảnh lĩnh vực trên danh tự thần. Chư vị, nếu hành trình thượng cổ thánh địa đã kết thúc, chúng ta xin cáo từ trước. Lúc này, các tông chủ kiếm thần tông, cửu lê tông, xích huyết tông chắp tay ý bảo với các tông chủ thần thế lực khác, cũng hướng về một không gian phía trước mình, tay áo vung lên, khe hở không gian xuất hiện, sau đó bước vào trong đó. Lần này tại thượng cổ thánh địa bên trong, đánh chết quý nhất tông tông chủ, coi như là vì chúng ta các đại thần thế lực trừ đi một đạo tai họa ngầm, chỉ là không nghĩ tới quý nhất tông tông chủ dã tâm lớn như thế, dĩ nhiên vọng tưởng muốn thống trị chúng ta. Cử lê tông chủ lê trừ cũng là phục hồi tinh thần lại, cảm thán một tiếng, hiển nhiên hắn cũng là đối với tiêu viêm kỳ ngộ có hâm mộ, bất quá nếu những này cơ duyên không phải của mình, cũng sẽ không đi cõng cầu. Ha ha, có lẽ đây cũng là hắn đáng đời đi nếu như không phải hắn đụng vào ma vật lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ không chết. Ám Thánh Tông vị tông chủ kia phát ra trầm thấp thanh âm, hiển nhiên đối với Quy Nhất Tông 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 chủ ngã xuống cũng là đáng tội, cũng là bởi vì hắn đụng vào không nên đụng đồ vật. Nếu như lúc này đây, Quy Nhất Tông tông chủ không có ngã xuống, ngày sau chỉ sợ cũng sẽ không hài hòa bọn hắn những thần thế lực này, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thực hiện hắn kia khủng bố dạ tâm. Cho nên, Quy Nhất Tông tông chủ ngã xuống, đối với bọn hắn cũng là một chuyện tốt, từ nay về sau trước 10 thần thế lực một trong Quy Nhất Tông cũng đem hoàn toàn biến mất. Ha ha, như vậy chúng ta cũng cáo từ tông chủ kiếm thần tông cười to một tiếng, mặc dù không có đạt được một ít cường đại thần khí bảo vật truyền thừa, nhưng là ở trong đó thu hoạch không ít, chỉ là so với tiêu viêm một phần kia, tự nhiên là tiểu vũ kiến đại vu. Sau đó các đại thần thế lực người, liền là nhao nhao cáo biệt, từng đạo tiếng cười truyền ra, rất nhanh trước mắt bọn họ không gian xé rách, mấy đạo thân ảnh đều là bước vào trong đó. Theo chúng thần trích toàn bộ rời đi, thượng cổ thánh địa cũng là lần thứ hai bình ổn lại, chỉ có một ít sóng chiều cuồn cuộn va chạm lúc ảo ảo tiếng nước quanh quẩn ở trong thiên địa này hành trình thượng cổ thánh địa cùng với sự trở về của các thế lực đại thần cũng không có gì bất ngờ xảy ra trong các thế lực đại thần gây ra chấn động cực lớn tông chủ quy nhất tông ngã xuống tiêu viêm đến từ đẳng cấp thứ ba thế giới đạt được thượng cổ thánh địa chi chủ đại thần kỹ truyền thừa cùng với hai đạo thần khí càng làm cho người ta khiếp sợ chính là dã tâm đáng sợ kia của quy nhất tông tông chủ vì thỏa mãn dã tâm của mình phóng thích ra lực lượng ma vật tăng lên thực lực của mình đúng là muốn thống trị những thần thế lực này trở thành thần thế lực đứng đầu thậm chí còn muốn hướng siêu thần thế lực đi tới bất quá cuối cùng bị thượng cổ thánh chủ gạt bỏ càng nhiều thần thế lực nghe nói cũng không cảm thấy tức hận nhưng mà cảm thấy quy nhất tông đây là đáng đời mà ma vật được tông chủ quy nhất tông phóng thích ra lại thiếu chút nữa tiêu diệt sáu đại thần thế lực coi như là thượng cổ thánh chủ cũng không phải là đối thủ của hắn ai cũng không nghĩ tới lần này thượng cổ thánh địa hành trình dĩ nhiên sẽ dẫn phát tai nạn như vậy nếu như cuối cùng thần nguyên cung hai vị chủ mẫu kia hiện thân tiến đến những ngày các đại thần thế lực, đều là sẽ ở trong đó ngã xuống. Nghĩ tới đây, đều là ma vật làm cho tất cả mọi người không rét mà run, có thể một tay đồng thời tiêu diệt thế lực của sáu đại thần, sợ rằng không phải là tồn tại khủng bố mà cường giả thần linh của thế lực này có thể đối kháng. Nhưng cũng may chính là, một màn làm người ta kinh hãi kia, trung quy là không có xuất hiện. Mà việc này truyền ra, ngược lại là để cho thần nguyên cung danh vọng, cho nên càng làm cho người ta kính ngưỡng vô cùng. Cái này siêu thần cự phách thế lực sáng lập thời gian cũng liền mấy vạn năm, cũng là số đỉnh thần dưới đỉnh, chỉ cần có người nghe được thần nguyên cung ba cái tên đều là mang theo cực kỳ cung kính cùng kính nể chi ý lục đại thần sau khi trở về có không ít thần khí truyền thừa từ thượng cổ thánh địa sau khi sự kiện dã tâm của tông chủ quy nhất tông phát sinh các thế lực đại thần trên dưới đều tiến vào trạng thái tu luyện nghiêm khắc ngay cả tông chủ của các thế lực đại thần cũng đều lựa chọn bế quan tu luyện một thời gian hiện giờ thực lực cấp bậc tông chủ gọn họ cơ bản đều ở tam trọng thiên vị thần đối mặt với một gã tứ trọng thiên vị thần căn bản không phải là đối thủ của hắn đặc biệt là tông chủ của thế lực lục đại thần bọn họ vô cùng rõ ràng truyền thừa lần này đạt được ở thượng cổ thánh địa nếu lĩnh ngộ được có thể khiến bọn họ cách lĩnh vực của tứ trọng thiên vị thần gần hơn một chút cho nên dưới tình huống thời kỳ đặc thù này các thế lực đại thần đều bắt đầu tăng cường thực lực và nội tình của bản thân chính là để phòng ngừa vạn nhất hôm nay đã phân phó tốt trong tông mọi việc bọn họ chuyện thứ nhất chính là phải nắm chắc thời gian tăng lên tự thân thần lực tu vi hơn nữa hướng tới tứ trọng thiên vị thần lĩnh vực mạnh vì vậy trong thời gian gần một tháng kế tiếp tất cả mọi người đều ở trong bế quan vượt qua, ngay cả tiêu viêm cũng là như thế. Dù sao tiêu viêm có phần quyết không gian, chỉ cần đem ý thức tiến vào trong đó là có thể thu luyện. Trong thời gian một tháng này, tiêu viêm cũng là đem thượng cổ trấn mà tháp cùng với chư long kiếm đều nghiên cứu một phen. Quả nhiên, thúc giục thần lực rót vào trong hai đại thần khí này, đúng là có thể bộc phát ra vô cùng vô tận uy năng. Nhưng bởi vì tu vi thần lực của tiêu viêm chỉ là thứ ba, cho nên không thể phát huy lực lượng của thượng cổ trấn mà tháp và chư long kiếm đến mức tận cùng. Đối với đạo đại thần kỹ kia cũng có một tên nghiên cứu, trận pháp này nếu như tu luyện đại thành, coi như là ngũ trọng thiên vị thần cũng sẽ bị phong ấn trong đó, đây cũng là trong khoảng thời gian này, tiêu viêm ở trong phần quyết không gian từ đạo đại thần kỹ này suy nghĩ ra kinh hỉ phát hiện. Bất quá tất cả những thứ này, đều cần chính mình đột phá thiên vị thần lĩnh vực mới có thể triệt để đem thi triển ra. Thu hoạch như vậy, đối với tiêu viêm mà nói, quả thực là mừng rỡ, dù sao hắn đối với đạo đại thần kỹ cổ đạo hóa linh trận này cũng thập phần thèm nhỏ rãi. Dù sao có thể phong ấn một siêu cấp thần trình ngũ trọng thiên vị thần, đạo đại thần kỹ này lại trở thành át chủ bài của tiêu viêm, ngày sau khi đối mặt với đối thủ rất mạnh lại có thêm một tuyệt chiêu khoảng cách tiêu viêm đến vạn thú thần giới còn kém không quá một tháng tại thời gian cuối cùng này tiêu viêm cũng sẽ không lười biếng đây là tiếp tục ở trong phần quyết không gian tu luyện dù sao đến lúc đó còn phải đối mặt đã từng tổ long những đối thủ kia những tồn tại thần trích cường giả cũng không đơn giản cùng lúc đó ở một siêu cấp thần giới cách vạn thú thần giới cực kỳ xa xôi nơi này có một cái cực lớn siêu cấp hắc động chỉ bất quá siêu cấp hắc động bên trong khí lưu cực kỳ vững vàng không cần bất luận cái gì con thuyền, chính là có thể dễ dàng thông qua. Mà ở cuối siêu cấp hắc động này, chính là một mảnh trong sáng. Thế giới nơi này cực kỳ rộng lớn vô biên, lúc này ở trên một biển mây màu vàng, nơi đó lại có một thế giới càng thêm thần thánh, tràn ngập thần uy bách chiến bách thắng, quả thực làm cho tất cả thần trích đều muốn truy đời địa phương. Nơi này chính là đệ nhất đẳng cấp thế giới bên trong vô số thần thế lực cùng với một ít siêu thần thế lực, đều muốn tìm mọi cách gia nhập trong đó thần trích liên minh ở trên biển mây màu vàng này phiến thế giới tràn ngập thần uy lại thần thánh bách chiến bách thắng kia cũng chính là cái gọi là cửu vực thiên thần các của thần trích liên minh mà ở kim sắc vân hải bốn phía có vô số cầu vượt nối liền trung ương kia một phương thần thánh thế giới cũng chính là cửu vực thiên thần các tại như thế xa xôi nhìn lại lúc liền cực kỳ chấn động vô cùng cũng thấy rõ ràng trong đó có chín đại vực thiên mỗi một vực thiên bên trong đều có mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn thần trích ở trong đó mà những thứ này chỉ là thực lực bề ngoài của thần trích liên minh mà thôi chín đại vực này đều có một vị trưởng quản giả mà những trưởng quản giả này chính là thần quân đương nhiên chín đại vực này có phân chia cấp độ cao thấp trong chín đại vực này cửu vực thiên là tầng thấp nhất một vực mà ở trên cửu vực thiên chính là bát vực thiên trên bát vực thiên chính là thất vực thiên cùng với loại suy lên mạnh nhất một vực chính là đại vực thiên trình độ khổng lồ của thế giới chín đại vực này là đủ diện tích một thần chi đại lục có thể dung nạp rất nhiều thần trích cường giả hơn nữa kinh ngạc nhất chính là trong thế giới thần thánh kia tản mát ra thần nguyên chi khí nồng đậm kia quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn so với bất kỳ một thần thế lực nào thậm chí một ít siêu thần thế lực bên trong thần nguyên chi khí mà nói thần nguyên chi khí trong thần trích liên minh này quả thực có thể dùng hai chữ dính đặc để hình dung cho dù những thần trích cường giả kia nếu như tu luyện ở chỗ này mặc dù thiên phú bình thường hoặc là kém hơn nữa chỉ cần có đủ thời gian tu luyện cũng có thể biến thành một vị thần trích cường giả đủ mạnh bởi vì mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể cảm giác trong cơ thể thần nguyên chi khí đang nhảy lên kéo lên loại hiện tượng này chỉ sợ chỉ có ở cái này thần trích liên minh cỡ này cự phách bên trong mới có thể thực hiện, cho nên cũng chính là vì cái gì, đệ nhất đẳng cấp thế giới vô số thần thế lực cùng một ít siêu thần thế lực đều muốn gia nhập trong đó một trong những nguyên nhân. Lúc này, tại kia màu vàng biển mây phụ cận đúng là có rất nhiều thân ảnh, bọn họ mặc thống nhất y bào, bất quá trong đó xác thực có cá biệt không giống nhau y bào mặc. Mà những thân ảnh mặc y bào không giống nhau này, liền ý nghĩa ở trong liên minh thần trích bọn họ có địa vị cao thượng, mà địa vị cũng đại biểu cho thực lực. Nơi này thiên kiều tông tổng cộng có 9 cái, mà 9 cái thiên điện này thì là có 9 loại màu sắc, trên đó còn viết mỗi một cái thang trời đi thông thế giới. Những chữ này theo thứ tự là cửu vực thiên bát vực thiên, thất vực thiên trở những chữ này. 9 cái thang trời này đại biểu, đi thông mỗi một vực trong 9 đại vực. Lúc này, có một chiếc siêu cấp con thuyền còn lại là hướng đi thông 9 đại vực thiên bên trong cửu vực thiên kia thang chậm rãi chạy tới. Mà chiếc siêu cấp con thuyền này chính là một tháng trước từ thiên thần sơn xuất phát đến đây, ở trên chiếc siêu cấp con thuyền này có hơn 10 đạo thân ảnh, đứng ở trên bong tàu. Những thân ảnh này đều vô cùng quen thuộc, bọn họ chính là người chiến thắng trong 10 danh ngạch đầu tiên của thần hội, có tư cách tiến vào thần trích liên minh. Trong đó Lâm Động Mục Trần cùng với Thiên Tâm Chủ đứng cùng một chỗ, sau khi con thuyền siêu cấp chạy lên thang trời, bọn họ tập trung nhìn thang trời, đám người Lâm Động Mục Trần phát hiện có một cỗ lực hút cường đại, nhanh chóng hút con thuyền siêu cấp mà bọn họ đang ngồi về phía trước. Tuy rằng chín thang trời rắc rối phức tạp, bất quá cũng là giếng có thứ tự, căn bản sẽ không đi nhầm thang trời các loại sự tình phát sinh chẳng qua bọn họ muốn đi chính là tầng thấp nhất trong chín vực thiên, cũng chính là vực thiên thứ 9, nơi đó mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Mặc dù chỉ là đi tới cửu vực thiên yếu nhất, nhưng cho dù như vậy, tài nguyên của thần chi trong cửu vực thiên này rất nhiều thần thế lực đều kém hơn. Sau một lúc lâu, mọi người trên con thuyền siêu cấp rốt cục là cảm giác bàn chân đạp trên mặt đất, sau khi tiến vào cửu vực thiên, hình ảnh trước mắt chính là trong nháy mắt có biến hóa, phảng phất là tiến vào một thế giới khác, nơi này vô số siêu cấp con thuyền lơ lửng cửu vực thiên hư không biên giới phía dưới còn lại là có rất nhiều thân ảnh phi hành dòng người phi thường nhiều lui tới phá lệ náo nhiệt bất quá nơi này bầu trời hôn ám thiên hồng có một loại cảm giác máu tanh tựa hồ loại màu sắc này bầu trời càng dễ dàng để cho mọi người kích khởi nội tâm chiến đấu dục cho nên cửu vực thiên phảng phất vẫn luôn ở trong hoàng hôn mà ở trước mặt bọn họ chính là một tòa cổ thành thật lớn đứng lặng ở trong toàn bộ cửu vực thiên bất quá hiển nhiên trong mảnh cửu vực thiên này cũng không chỉ có một tòa cổ thành này trong cửu vực thiên này ước chừng có 10 tòa cổ thành khổng lồ như vậy trong cổ thành còn có rất nhiều cổ điện, phân điện và kiến trúc đồ sộ. Hơn nữa những kiến trúc này vật liệu cũng không giống bình thường, cũng không phải bình thường vật liệu kiến tạo, mà là thần giới bên trong một ít hy hữu đặc thù vật liệu. Mà không khó phát hiện, những vật liệu đặc thù này, thậm chí có một tia có thể tụ tập trong thiên địa thần nguyên chi khí, khiến nơi này thần nguyên chi khí càng thêm nồng đậm sền sệt. Khó trách liên minh có thể trở thành đệ nhất đẳng cấp thế giới cự vô bá tồn tại, không chỉ có nội tình thực lực hùng hậu vô cùng, mà ngay cả bên trong những kiến trúc này đều là như thế làm người ta chấn động. Nơi này không chỉ có mấy chục tòa cổ thành, còn có dãy núi san sát, hơn nữa trong những dãy núi này có rất nhiều chân bảo hiếm có ngoại giới đều không có, hình ảnh đều là cực kỳ đồ sộ, thần nguyên chi khí trực tiếp có thể dùng rền rệt để biểu đạt, so với ngoại giới, nơi này chỉ có nhiều không có ít. Khó trách có nhiều thần thế lực như vậy, thậm chí còn có một ít siêu thần thế lực đều muốn gia nhập này thần trích liên minh bên trong, xem ra thần trích liên minh cũng không phải hư danh, mà là thật sự phong phú tài nguyên cung cấp những này trong liên minh thành viên tu luyện. Cho dù một người tu luyện ở chỗ này không tu luyện, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, thần lực trong cơ thể cũng sẽ tăng lên, đây chính là chỗ kinh khủng của thần chỉ liên minh. Hấp dẫn những thần trích cường đại của tam đại thần giới, cùng với những thần thế lực, siêu thần thế lực gia nhập trong đó, cũng chính là bởi vì như thế, nội tình thực lực của liên minh thần trích cũng càng ngày càng cường đại, trở thành cựu vô bá đẳng cấp thứ nhất thế giới. Những thân ảnh trên con thuyền siêu cấp đến từ thiên thần sân này nhìn dòng người phía dưới như nước chảy, quả thực là phá vỡ tưởng tượng ban đầu của bọn họ, loại tưởng tượng này lại vượt qua tưởng tượng của bọn họ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới liên minh thần trích này lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như vậy. Như vậy mặc dù bọn họ trải qua lần này mời chào thần hội sàng lọc, trở thành top 10 ưu tú người thắng, nhưng là ở trong thần trích liên minh này, mặc kệ những ngày top 10 danh ngạch người thắng ưu tú như thế nào, cũng đều xa xa so ra kém cửu vực thiên những kia thần chi thiên kiêu. Dù sao, các thế nhưng là từ nhỏ đã ở chỗ này tu hành, tại xuất phát tuyến cũng đã vượt qua những ngày người thắng. Cho nên, đợi cho chiếc siêu cấp con thuyền này chạy vào cửu vực thiên hậu cũng không phải là bị cái gì chú ý các vị nơi này chính là thần trích liên minh cửu vực thiên mặc dù là cửu vực thiên thần các tầng dưới chót nhất nhưng là nơi này tài nguyên so với ngoại giới đều là cách biệt một trời một vực nếu như các người ngày sau có thể tại cửu vực thiên này trổ hết tài năng như vậy sẽ có cơ hội tiến vào bát vực thiên thậm chí cao hơn các vực thiên bên trong như vậy về phần những vực thiên khác trong thần chi tài nguyên so với cửu vực thiên càng là có thể làm cho các người nghĩ cũng không thể tưởng tượng tồn tại kêu phong phú thần chi tài nguyên ngày sau nhất định làm cho các người trở thành đệ nhất đẳng cấp thiết kế bên trong người nổi bật Lúc này, siêu cấp con thuyền thượng vị kia tiếp dẫn thiên thần sơn mười vị người thắng thần sứ mở miệng nói. Thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng chuyển vào trong lỗ tai của mình người thắng cuộc, đó là tương đối nổ tung cùng rung động. Thần trích liên minh này quả nhiên không phải xây, chỉ là cửu vực thiên thần các tầng dưới chót nhất cử vực thiên thần các đã có tài nguyên khiến người ta không dám tưởng tượng như thế. Như vậy các vực thiên cấp cao khác chẳng phải là nhìn thấy vẻ mặt chấn động của mười người xuất sắc nhất, vị thần sứ tiếp dẫn bọn họ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nói tiếp, Đợi lát nữa chúng ta sẽ đưa các người đi tuyển các thần sứ hầu trong cửu vực thiên. Thần sứ hầu tuyển các. Bọn họ vừa nghe, liền truyền ra tiếng nghi hoặc, trong đó Lâm Động, Mục Trần, Thiên Tâm chủ đều là vẻ mặt tò mò, đối với thần sứ hầu tuyển các này cũng không biết. Trong đôi mắt của thần sứ thì hiện lên một tia hào quang, sau đó bắt đầu giảng giải với những tân thần vừa mới tiến vào thần trích liên minh trước mắt, thần sứ hầu tuyển các, tên như ý nghĩa, chính là nhằm vào những người mới đến thần trích liên minh các ngươi, thì được xưng là tân thần như vậy mỗi một lần đến chúng ta thần trích liên minh tân thần đều nhất định phải đi vào thần tuyển dự tuyển các bên trong tham gia thần sứ dự tuyển bên trong nếu như các người có thể ở thần sứ dự tuyển bên trong lần nữa trổ hết tài năng như vậy các người liền có cơ hội trở thành chúng ta thần trích liên minh tân thần sứ tượng như ta thân phận nghe đến đó mấy chục đạo thân ảnh này đúng là có chút hương phấn kinh hô lên tân thần sứ đối với thân phận của thần sứ bọn họ cũng biết thân phận của thần sứ cũng không đơn giản cho nên nếu có thể có được thân phận như vậy ở trong thần trích liên minh quả thực có thể như hổ thêm cánh. Bởi vì ngày sau nếu như nói muốn tiến vào vực thiên cao hơn, đều cần đạt được thân phận thần sứ này, đạt tới ngưỡng cửa yêu cầu nhất định, mới có thể có tư cách tiến vào, bằng không lấy sứ giả hoặc là lấy thân phận bình thường, đều là không thể tiến vào vực thiên cao cấp hơn. Thân phận thần sứ này đối với mỗi một tân thần đều cực kỳ trọng yếu, cho nên đối với tân thần cũng đều là tình thế bắt buộc. Các người cũng không nên cao hứng quá sớm, nếu như nói các người không đạt được thành tích hữu hiệu trong thần sứ hầu tuyển các, như vậy các người sẽ bị giáng chức làm sứ giả, như vậy thần lực của các ngươi cũng sẽ bị thần trích liên minh chúng ta bóc lột hạ thấp xuống chuẩn thần cảnh các ngươi mặc dù có thể trở thành một thành viên của thần trích liên minh nhưng các ngươi sẽ thấp hơn một bậc đương nhiên sứ giả trong lúc đó cũng đồng dạng có cạnh tranh mà mỗi vạn năm ở trong những sứ giả này cũng sẽ triển khai chuẩn thần sứ tuyển chọn một khi thực lực đạt tới trong sứ giả top 3, như vậy sẽ đem các người trước đó thần lực một lần nữa giao cho các ngươi nếu như không muốn bị tước đoạt thần lực trở thành sứ giả cũng có thể như vậy loại tân thần này sẽ được liệt vào phổ thần Mặc kệ sau này cường đại như thế nào, đều chỉ có thể ở lại trong Cửu vực Thiên, không thể đi tới vực thiên cấp cao hơn khác. Nghe vậy, những tân thần này cũng là nghe hiểu ý tứ trong đó, bọn họ tham gia thần sứ ứng tuyển các thần sứ ứng tuyển. Nếu như cuối cùng không trổ hết tài năng trong lần hậu tuyển này, như vậy sẽ bị tước vào thần lực, trở thành sứ giả, mặc dù thực lực trở thành sứ giả sẽ rơi xuống chuẩn thần cảnh. Nhưng mỗi vạn năm đều sẽ triển khai một hồi chuẩn thần sứ tuyển chọn, nếu như ở trong những sứ giả này đạt được top 3, như vậy bọn họ sẽ một lần nữa đạt được tân thần lực hơn nữa trở thành thần sứ sẽ có cơ hội tiến vào vực thiên tầng cao hơn nếu như là lựa chọn trực tiếp không muốn bị tước vào thần lực sẽ bị liệt vào phổ thần mặc kệ như cũ tự thân thiên phú cao bao nhiêu thực lực mạnh bao nhiêu đều là chỉ có thể ở lại cử vực thiên bên trong những vực thiên khác không có tư cách tiến vào cho nên một khi các người lần này có thể tại thần sứ dự tuyển thi đấu bên trong lấy được không tệ thành tích các người liền có thể trực tiếp tăng lên tại thần trích liên minh địa vị nghe xong giải thích đối với cuộc thi thần sứ hầu tuyển Nguyên bản lần này đã được mời chào hơn 10 người xuất sắc của thần hội còn đang bị thành công gia nhập thần trích liên minh mà cao hứng kích động, theo lời thần sứ vừa rồi giảng giải, tâm của bọn họ cũng thắt lại một chút, thậm chí có chút người xuất sắc trực tiếp là tâm té ngã đáy cốc, xem ra mời chào thần hội chỉ là sàng lọc, mà thần trích liên minh đối với những thần sứ mới này mới là mục đích cuối cùng. Nếu như ở trong thần sứ dự tuyển thi đấu lấy được thành tích ưu tú, như vậy tự nhiên là phi thường tốt, nếu như không có lấy được thành tích tốt, như vậy trực tiếp là giáng chức làm sứ giả, hơn nữa đem thần lực bản thân tước đoạt để cho cảnh giới rơi xuống chuẩn thần cảnh hoặc là liệt vào phổ thần. Đây đối với những tân thần này mà nói, đồng dạng là một loại khảo nghiệm, bất quá khảo nghiệm này ngay từ đầu, đúng là tàn khốc như thế. Cho nên, vì có thể đạt được thành tích tốt trong cuộc thi thần sứ, bọn họ cũng vào giờ phút này hai tay hơi nắm chặt lại, trong ánh mắt cũng không thả lòng như trước, ngược lại có từng đạo chiến ý cực kỳ lạnh lùng, lặng lẽ dâng lên. Bởi vì, mỗi người bọn họ đều muốn trổ hết tài năng trong lần tuyển chọn thần sứ này. Không biết thần sứ dự tuyển là quy tắc gì, lúc này hai người lâm động mục trần mở miệng hỏi đối với thần sứ dự tuyển là quy tắc gì bọn họ muốn hiểu rõ một chút thần sứ này dự tuyển lần này sẽ có thần chi thiên kiêu trong cử vực thiên ước chừng có chừng trăm vị bảy cũng có một ít sứ giả mấy vạn năm trước sau khi bị tước và thần lực bọn họ đều sẽ tham gia dự tuyển cho nên các người những tân thần này muốn trổ hết tài năng trong đám thần chi thiên kiêu cùng với những sứ giả lão luyện này sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng đương nhiên chỉ cần có thể đánh bại những người dự thi này các ngươi liền có thể trở thành thần sứ, như vậy ngày sau địa vị của các ngươi ở thần trì liên minh đều sẽ là nhảy dựng lên, các ngươi muốn thần chi tài nguyên, cùng với những thần khí bảo vật khác thậm chí là thần kỹ công pháp đều có thể có được. Như vậy, ngươi có thể nhanh chóng tăng lên thần lực tu vi của mình, muốn cái gì cũng sẽ có cái đó. Chúng ta thần trích liên minh không thiếu nhất chính là thần chi tài nguyên, đây cũng là các ngươi gia nhập thần trích liên minh mục đích một trong. Tuy rằng thần trích liên minh là mê người, nhưng là muốn ở trong đó đạt được chính mình cần thần chi tài nguyên cũng không phải chuyện dễ vô luận tới nơi nào, cả lớn nuốt cả bé quy luật tự nhiên vĩnh viễn đều sẽ tồn tại, mà thần trích lên minh càng là như thế. chỉ có cường giả chân chính mới có thể từng bước từng bước leo lên trên, về phần có thể leo tới nơi nào, liền xem chính mình tương lai thành tựu. thần sứ cũng là đem lúc này đây, thần sứ dự tuyển quy tắc giả một lần. như thế, lần này mười vị tân thần bọn họ sẽ đối chiến với trăm vị thần thiên kiêu trong cửu vực thiên và sứ giả mấy vạn nam lão luyện kia. quy tắc chính là một trọi một, nếu như bọn họ những tân thần này cuối cùng đánh bại đối phương, bọn họ liền có thể trổ hết tài năng trở thành thần sứ, mà thân phận này ở trong thần trích liên minh đều là có thân phận có địa vị. Qua cửa ải này mới biết được, đến tột cùng là thiên phú chân chính hay là may mắn thắng được mời chào 10 người xuất sắc nhất trong cuộc thi thần hội, cũng đều sẽ bị tẩy bài. Đối với Lâm Động Mục Trần mà nói, chỉ cần có thể trở thành thần sứ, như vậy đối với bản thân cần tin tức cùng đồ vật, đều sẽ càng thêm dễ dàng có được. Vạn nhất nếu như không có đánh bại những người dự thi kia của đối phương, như vậy bọn họ muốn ở trong thần trích liên minh thu hoạch tin tức cùng đồ vật mình cần, giống như là mò kim đáy bể vậy bởi vì thần trích liên minh này thật sự là quá rộng lớn khổng lồ, vẻn vẹn chỉ là cựu vực thiên đã có diện tích rộng lớn như vậy, nếu như không thể trở thành thần sứ, đối với bọn họ mà nói, chính là một chuyện cực kỳ không tốt. các vị nghe rõ chưa? thần sứ quét mắt nhìn mười vị tân thần trước mắt, lên tiếng. nghe vậy, bọn họ đều là chăm miệng một lời lên tiếng, hiểu. tuy rằng đây là một hồi ma luyện cực kỳ tàn khốc, nhưng không trải qua ma luyện, làm sao có thể chân chính trưởng thành? muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không phải dựa vào người khác, thủy chung vẫn phải dựa vào chính mình. Vậy trước khi thần sứ dự tuyển, nhân vật hàng đầu của bọn họ cũng phải hiểu rõ một ít tình huống cơ bản của Cửu vực Thiên, lùi một vạn bước mà nói, cho dù không thể trở thành thần sứ, trong Cửu vực Thiên này có được tài nguyên hùng hậu ngay cả ngoại giới cũng không thể so sánh, không tu luyện cho tốt, cũng không khỏi quá đáng tiếc một ít. Tốt, như vậy hiện tại ta liền mang các ngươi đi thần sứ hầu tuyển các. Nói xong, thần sứ liền dẫn đầu lướt ra siêu cấp con thuyền trên bong thuyền, hướng Cửu vực Thiên một chỗ nào đó phương hướng cấp tốc lướt đi. Thấy vậy, Lâm Động Mục Trần Thiên Tâm chủ cùng với bảy vị khác xuất sắc chính là hóa thành lưu quang ly khai siêu cấp phương chu theo sát thần sứ phía sau mà đi tốc độ của bọn họ phi thường nhanh không đến trong chốc lát liền theo rất nhiều dòng người tiến vào trong một tòa thành cổ thật lớn sau khi tiến vào cổ thành khổng lồ này đám người lâm động mục trần rất tò mò về mọi thứ xung quanh nhìn trái nhìn phải nhưng nơi này không có một vị nào là người mà là thần linh đã thành thần vẻ mắt của những thần này đều cực kỳ lạnh lùng giống như không có cái gọi là loại tình cảm đó bọn họ qua lại vội vàng có rất ít sóng vai mà đi đây chính là người thành thần sao, rút đi nhân tính, thay vào đó chính là thần tính. Đồng thời những thần này thể hiện ra thần tính đồng thời cũng là có cực kỳ nhạy cảm cảnh giác chi tâm, tựa hồ đều là đang lẫn nhau đề phòng. Thậm chí trên đường đi, Lâm Động Mục Trần còn nhìn thấy mấy trận chiến đấu, nhưng vật liệu kiến trúc bốn phía vô cùng kiên cố, cho dù là chiến đấu kịch liệt cường hãn, thần lực cũng không thể lay động những kiến trúc đặc thù này. Mà sau mấy trận chiến đấu này, Lâm Động Mục Trần cũng biết nguyên nhân trong đó, đều trắng trận cướp đoạt thần khí đan của đối phương bốn phía còn có một ít người đứng xem náo nhiệt trong mắt đều là tinh mang lái ra một bộ biểu tình muốn ngồi ngư ông đắc lợi tuy thời đều có thể ra tay cướp đoạt thậm chí trong đó còn có không ít thần trích trực tiếp là tại chỗ chết bớt đắc dĩ ngã xuống chỉ cần nơi này có thần trích ngã xuống rất nhanh thì có thần vệ đến đây bình ổn một khi giết chết đồng môn thì sẽ gặp trừng phạt chẳng qua trừng phạt cũng không phải đặc biệt trong mắt chỉ cần nộp nhất định thần khí đan là được dường như trong cử vực thiên này tính mạng của những thần trích này có thể là thần khí đan cũng có thể là tất cả tài nguyên cử vực thiên này đúng là tàn khốc như thế, khó trách những thần này đều lẫn nhau đề phòng như thế, nguyên lai ở chỗ này chỉ có cướp hoặc là bị cướp, chỉ có giết hoặc là bị giết, bởi vì tài nguyên bằng tính mạng, sinh tử ở chỗ này đều trở nên cực kỳ rẻ tiền, mấy người lâm động mục trần cũng nhớ mày, cũng may bọn họ đều do thần sứ dẫn đội, thực lực cũng đạt tới danh sách thần thứ nhất. Trong cử vực thiên, thân phận của thần sứ chỉ đứng sau thần quân, không chỉ có thực lực cường đại, cũng coi như là một vị thần có thân phận có địa vị cho nên dưới sự dẫn dắt của thần sứ có thân phận có địa vị như vậy những thần sứ xung quanh cũng ném tới ánh mắt trong đó không thiếu một ít thần trích thực lực cường đại chẳng qua lại nhìn một chút dẫn đội chính là một vị thần sứ ngược lại thoáng cái khiến đại đa số thần trích đều kính nhi viễn chi dù sao nếu như ở trong cử vực thiên trêu chọc một gã thần sứ như vậy kết cục của bọn họ đều là phi thường thảm trọng mặc dù nói trong cử vực thiên cực kỳ tàn nhẫn nhưng cũng có quy củ nhất định chỉ cần không vượt qua hết thảy đều dễ nói một khi vượt qua như vậy sẽ phải trả giá cái giá nên có cho nên muốn ở cửu vực thiên làm cho người ta kính nhi viễn tri nhất định phải đạt được một loại thân phận bằng không chỉ sợ tựa như vừa rồi giống nhau không phải người giết người khác chính là người khác giết người chỉ đơn giản như vậy tàn bạo phong thần sứ mấy tháng không gặp như thế nào lại trở nên đẹp trai lúc này một đạo nữ tính thanh âm vang lên thanh âm cũng là mang theo một tiếng tử tính ngay khi đám người lâm động mục trần đi khắp nơi tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh này ở một bên thần sứ bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân dáng người thon thả chỉ là nữ nhân này mặc dù có dáng người thon thả cùng âm thanh từ tính, nhưng hình dạng nữ nhân này quả thật có chút không cần nói cũng biết, bởi vì khuôn mặt của người phụ nữ này dường như hoàn toàn không phù hợp với dáng người thon thả của bản thân, có thể gọi là sát thủ bóng lưng. Nhưng mà vị nữ nhân này, nhìn phong thần sứ thời điểm, trong mắt lộ ra một loại đói khát thần sắc, mở ra bước lớn trực tiếp hướng cái kia thần sứ đi tới. Nhìn thấy là nữ nhân này, vị phong thần sứ kia cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nếu như không phải hiện tại hắn muốn mang theo mười vị tân thần này đi thần sứ hầu tuyển các chỉ sợ đã sớm thoát khỏi nữ nhân này hôm nay ta dẫn mười vị tân thần đi thần sứ hầu tuyển các thần sứ nháy mắt với đám người lâm động mục trần sau đó không dám quay đầu lại rời khỏi nơi này nhìn thần sứ rời đi vị nữ nhân sát thủ bóng lưng này trực tiếp chừng mắt nhìn xa xa một cái hừ lạnh nói khá lắm chạy rất nhanh nha bất quá người trốn không thoát lòng bàn tay của lão ngương nói xong vị nữ nhân này cũng là đem ánh mắt nhìn về phía trong nơi đây những thần trích kia lộ ra khát vọng ánh mắt, không ngừng quét nhìn những thần chức này, làm như là đang tìm kiếm trong đó cùng mình hữu duyên người. Đối mặt với ánh mắt đói khát khó nhịn của nữ nhân này, không ít thần chức cũng cố ý tránh né tầm mắt của đối phương, xem ra đối với một vị xấu nữ nghe vậy, vô luận là ở nơi nào, cũng không được hoan nghênh a. À. Dưới sự dẫn dắt của thần sứ, ước chừng khoảng một giờ, đám người lâm động mục trần đã xuất hiện trên một tòa cung điện cực kỳ to lớn. Lúc này, mười vị tân thần đều là há to miệng, nhìn xuống phía dưới, hiển nhiên bị tòa này to lớn cung điện chỗ kinh sợ, càng làm cho bọn họ giật mình chính là nơi này thần nguyên chi khí càng là nồng đậm hơn rất nhiều vẹn vẹn tiến vào nơi này trong cơ thể bọn họ thần lực đúng là có loáng thoáng dị thường loại dị thường này là có tăng lên thần lực xu thế cảm nhận được thần nguyên chi khí nồng đậm bàng bạc như thế nhất thời làm cho đám người lâm động mục trần mừng rỡ nếu như đi xuống tu vi thần lực của bọn họ nhất định sẽ tăng lên rất nhanh tài nguyên của thần trích liên minh quả thật không tầm thường đến rồi nơi này chính là thần sứ dự tuyển các nhớ kỹ tiến vào trong đó chính là tàn khốc bắt đầu nếu như các người có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy có thể thuận lợi tiến hành dự thi, bằng không sẽ trực tiếp bị đào thải. Lúc này, thần sứ doanh người trở nên phía sau hơn mười vị tân thần nói. Lúc này, vị kiếm thánh cát luân kia thì là mở miệng nói, vốn tưởng rằng đi vào thần sứ hầu tuyển các là có thể trực tiếp dự thi, kết quả hiện tại thần sứ lại nói ra quy tắc như vậy. Vừa mới quên nói, lúc này lại nhớ tới, thần sứ trả lời. Thấy vị thần sứ này làm tân thần cũng không dám làm ra cái gì, cái kia tiềm long tông lấy thân thể chủ tu người xuất sắc cổ mạc thử hỏi, vậy cái này thần sứ dự tuyển các còn có hay không cái gì quy tắc? Chợt, thần sứ thì là lắc đầu, nói, không có, đợi lát nữa các người tiến vào thần sứ ứng tuyển các, sẽ đối mặt một ít tàn khốc hiện thực, thậm chí còn có thể có chiến đấu, chỉ cần các người đánh bại bọn họ là được, nếu như ngay cả bên trong những cái kia đều đánh không lại, như vậy các người muốn tham gia thần sứ ứng tuyển, vậy thì quá non. Trong đó những người kia là ai? Lúc này, thiên tông vị kia tên là thiên lệ phong nam tử cũng truy vấn, trước đây tại mời chào thần hội bên trong cùng thiên tâm chủ chiến bình tên kia đối thủ bên trong đều là cửu vực thiên sứ giả cùng với phổ thần chỉ có các người ở trong này kiên trì ba ngày hơn nữa không có bị bên trong những sứ giả cùng phổ thần đánh bại hoặc là đánh chết như vậy các người liền có thể tham gia ba ngày sau thần sứ dự tuyển đây cũng là một loại khảo nghiệm và rèn luyện của chúng ta đối với tân thần các ngươi muốn trở thành thần sứ cũng không phải đơn giản như vậy thần sứ cũng kiên nhẫn trả lời một ít vấn đề nghi hoặc bọn họ đưa ra giờ này khắc này bọn họ mới hiểu được thần trích liên minh này chính là nơi tốt nhất cho người tu luyện nhưng lại không phải là nơi tu luyện thoải mái hơn nữa nơi này chỉ có trao đổi tài nguyên không có cái gọi là nhân tính cùng tình cảm chỉ có tràn ngập vô tình cùng thần tính chỉ có làm được vô tình mới có thể ở trong cửu vực thiên trắng trợn buông ra tiến hành giết chóc cùng khiêu chiến theo thời gian dài ở trong hoàn cảnh như vậy nếu như có thể sinh tồn nhất định sẽ là một gã mạnh mẽ giết chóc chi thần đây chính là ma luyện thần sứ cũng được sứ giả phổ thần cũng được chỉ có trở thành thần trích cường giả chân chính mới có thể chỗ tẩy hết thảy đối với lĩnh ngộ như vậy lâm động mục trần thiên tâm chủ cùng với tất cả những người xuất sắc lần này đến thần trích liên minh đều biết trở nên mạnh mẽ là con đường duy nhất của bọn họ các vị kế tiếp các ngươi sẽ có một hồi chiến đấu tàn khốc nếu đã đi tới thần trích liên minh như vậy liền toàn lực ứng phó đi thần sứ nhìn nhìn mười vị tân thần sau đó ánh mắt lại cố ý nhìn lâm động mục trần cùng với vị kia sao lưng viết hai chữ vệ hồn màu đen thân ảnh dường như xem trọng ba người này dù sao lâm động và mục trần cũng có thần vật của đại trụ tổ phù và pháp thân nguyên thủy hơn nữa còn có sức chiến đấu rất mạnh chuyện vượt cấp khiêu chiến đối với bọn họ mà nói cũng thường xuyên xảy ra. Mà vị hắc bảo thân ảnh kia, có được có thể thôn vệ linh hồn quỷ dị công pháp, tuy rằng còn không có đạt tới tối đa hóa, nhưng nếu như thời gian dài tại thần trích liên minh bên trong lịch lãm, hắn cái kia quỷ dị công pháp sợ là có thể làm cho hắn càng thêm phệ hồn thị huyết, giết chóc đối với hắn mà nói, quả thực chính là hoàn mỹ nhất tu luyện chi pháp.